Chàng trang nghiêm một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua, thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Chúng con xin cung thỉnh đại đức cùng đại chúng, chúng ta cùng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Hôm nay chúng con được điên lành, được đại đức thượng giác Hạ Nhàn Quang Long về liên trì hải hội niệm Phật đường. Chúng con rất là hoan hỷ và rất là thấy ấm cúng trong cái ngôi liên hoa niệm Phật đường chúng con vừa mới khánh thành gần được một tháng. Và A Di Đà Phật, để khỏi làm mất thời giờ, chúng con xin cung thỉnh đại đức cho chúng con một bài thuyết thuyết pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 18 tháng 11 2012 tại nơi Tây Úc có một cái đạo tràng niệm Phật đường liên trì hải hội thành lập mới 3 tuần. Hôm nay có cung thỉnh chúng tôi về đây để khai thị và sắp tấn trợ duyên cho chư vị đồng tu ở tại nơi Tây Úc này. Thưa quý vị, Giác Nhàn đến nước Úc được 3 tuần, nhưng hôm nay được đến cái tịnh tông
của quý Phật tử tự lập lên tu theo hướng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Những buổi giảng trước ở Melbourne cũng như ở Tây Úc đều là đến những hội trường cũng như đến những ngôi chùa tu theo Phật giáo thông thường. Hôm nay được đến niệm Phật đường Liên Trì Hải Hội do chú Thiện Chánh và Như Minh, hai vợ chồng phát tâm thuê cái hội trường này, và quý Phật tử phát tâm đóng góp để mà thiết lập lên một cái đạo tràng dân nhàn hết sức là hoan hỷ. Khi bước vào trong này thấy một cái năng lượng từ trường của quý vị niệm Phật làm dân nhàn hết sức là cảm động, và nhớ đến Tịnh Tông ở bên Hồng Kông. Tịnh Tông ở bên Hồng Kông dân nhàn sang 2010 thì có đến nơi đó lần đầu tiên, không gặp được Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Được lần thứ hai đến thì được gặp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Và trong 3 năm 2007 đến 2010 hầu như ngày nào cũng hướng về Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư đảnh lễ, mong cho con được diện kiến đảnh lễ Ngài và sự hướng dẫn trực tiếp từ nơi kim ngôn ngọc ngữ của Hòa Thượng. Trong 3 năm đó dân nhàn hầu như ngày nào tu xong cũng đều nhất tâm đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, hướng đến Ngài để mong được gặp Ngài. Tuy nhiên trong băng đĩa Hòa Thượng giảng chúng tôi nghe từ 2007 rất là ngưỡng mộ Hòa Thượng. Thì 3 năm thành tâm đảnh lễ, vì ở trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc điều này. Bây giờ thầy nhớ Hòa Thượng Tịnh Không, nghĩ đến Hòa Thượng Tịnh Không thì nhất định hiện tại cũng như tương lai này gặp được Hòa Thượng Tịnh Không. Áp dụng theo niệm Phật viên thông của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Nhớ Hòa Thượng Tịnh Không, niệm Hòa Thượng Tịnh Không, hiện tại tương lai nhất định được gặp Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị ở bên Úc cũng như là ở bên Trung Quốc rất là dễ gặp, nhưng mà riêng ở Việt Nam rất là khó, vì khác ngôn ngữ. Hòa Thượng đến Brisbane thì quý vị sẽ gặp rất là dễ, nhưng mà từ Việt Nam để mà gặp được Hòa Thượng phải có một cái sự gia trì của chư Phật rất là lớn. Thưa quý vị, trong một cái chuyến đi như vậy là 20 người Phật tử chung với giác nhàn sang Hồng Kông, thì được một cái điều kỳ diệu là trong Tịnh Tông học hội đồng ý cho giác nhàn được gặp, trong khi đó được một vị Phật tử tên là Diệu Âm Dung từ Đài Loan bay qua sang Hồng Kông để gặp Hòa Thượng chung với giác nhàn. Thì cô này ở Đài Loan rất là giỏi cái tiếng phổ thông, giỏi tiếng Hoa. Thì đến đó, khi đến đó thì được tu một ngày trước. Thì khi vào trong cái đạo tràng chuyên tu 4 tầng tại nơi Hồng Kông, tầng trên hết là thờ Phật và tu,
Tầng thứ nhì là ấn tống băng đĩa kinh sách miễn phí. Và tầng dưới nữa là để ăn. Và một tầng dưới thấp nữa là nấu nướng. Vào thấy hòa thượng thiết kế và các vị tịnh tông thiết kế đẹp quá. Và vào tại bên đó tu với các vị một ngày. Thì đến chiều hòa thượng đi ra, thì ngài từ ở nơi khác thì đi đến đó. Chúng tôi ao ước 3 năm để gặp hòa thượng. Khi gặp ngài thì tự nhiên nước mắt nó chảy ra và xúc động khóc, cúi xuống đảnh lễ tại chỗ luôn. Ngài phất tay, ngài không cho đảnh lễ. Vì từ 2007 nghe pháp của hòa thượng và chúng tôi áp dụng theo cái hướng tu của hòa thượng Tịnh Không tại Việt Nam. Đây là một việc làm rất khó. Vì sao rất khó? Vì Việt Nam tu theo truyền thống xưa nay, mùa nào tụng kinh đó, đầu năm tụng kinh Dược Sư để mà cầu an, rồi đến rằm tháng 7 tụng kinh Địa Tạng Vu Lan, và họ tụng thêm kinh Pháp Hoa, hết bộ kinh này, hết bộ kinh này thì tụng bộ kinh khác, rồi cuối cuối năm họ lạy luôn Hoàng Sám. Dĩ nhiên cái lối tu này không sai, nhưng lối tu đó là phổ thông của chư tổ đưa ra. Và tối thì họ tụng kinh Di Đà hoặc kinh Phổ Môn, có chùa thì tụng kinh Pháp Hoa, hết kinh Pháp Hoa thì chuyển sang tụng kinh Lương Hoàng Sám, vân vân. Và mỗi tháng 2 kỳ họ lại sám hối. Thì lạy sám hối đó là 108 lạy, gọi là hồng danh bủ sám. Thì đó là nghi thức tu thông thường của nước Việt Nam, cũng như là bên Úc Châu, Mỹ, Canada, vân vân. Giác Nhàn đi được 15 nước thì thấy hầu như nước nào cũng giữ theo cái lề lối tu theo thông thường như vậy. Thì chúng tôi khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài nói rằng theo tịnh tông thì năm bộ kinh mình nên chọn một bộ để mình công phu. Năm bộ kinh đó là bộ kinh thứ nhất là Phật Thuyết Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác. Nó có 12 bản, thất truyền 7 bản, còn lại 5 bản do Bồ Tát Hạ Liên Cư cư sĩ đã hội tập. Mày Hòa Thượng Tịnh Không lấy cái bản này. Và bộ kinh thứ hai đó là Phật Thuyết A Di Đà. Bộ kinh thứ ba đó là Quán Vô Lượng Thọ. Và về sau có những vị cư sĩ lấy cái phẩm Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc ghép vào trong tứ kinh. Và bộ ngũ kinh đó là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Các vị tổ là ngài Ấn Quang liệt vào cái bộ kinh này, nằm trong kinh Lăng Nghiêm, là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Và luận thì có một bộ, đó là Luận Vãng Sanh. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói năm bộ này bạn chỉ chọn một bộ kinh này, một bộ kinh trong năm kinh bạn chuyên tu không xen tạp thì nhất định bạn thành công. Hòa Thượng đề xướng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ do họ Liên Cư, Hạ Liên Cư hội tập. Mà bên Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều bản dịch, Hòa Thượng Đức Niệm với cư sĩ Minh Chánh dịch ra một bản mà chúng tôi đang lưu hành tại Việt Nam. Đến hôm nay cũng thông báo cho quý vị, chia sẻ cái niềm vui, chư Phật gia hộ chúng tôi in được 1.500.000 cuốn, tương đương với 20 tỷ tiền Việt Nam. Đó là cái sự gia trì của Phật gia hộ cho chúng tôi làm công việc trong 5 năm nay. Đó là chỉ in một cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Vì chúng tôi khi qua Hồng Kông thấy mỗi buổi sáng Hòa Thượng cho tụng cuốn kinh Vô Lượng Thọ này hết bộ luôn. Và sau khi hết bộ kinh rồi chỉ có niệm Phật, không xen tạp niệm danh hiệu Phật khác, không xen tạp lạy Phật khác.
và không xen tạp tụng kinh khác. Chúng tôi y giáo phụng hành trong 5 năm từ 2007 đến hôm nay là 2012. Về 2007, từ một cái đạo tràng 5 người thì chúng tôi che một mái tôn mà hai bên đó là bạc dừng và rất sơ sài. Thì từ 5 người chỉ có ở trong đó niệm Phật, và mỗi chủ nhật giác nhàn đều giảng, mấy người cũng giảng. Vì mấy người cũng giảng cho nên chúng tôi gặp đạo tràng vài chục ngàn người chúng tôi giảng vẫn được, và 50 người chúng tôi giảng vẫn được. Từ nơi cái lò luyện tại tỉnh Thất Quan Âm ra. Vừa rồi Vía Quan Âm Đại Tùng Lâm ngày 24 tháng 11, 60.000 người lạy 500 danh hiệu. Chúng tôi đã tổ chức thành công cái pháp hội lạy 500 danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là 60.000 người. Và nhờ từ nơi 5-7 người tại tỉnh Thất Quan Âm năm 2007 mà chủ nhật nào chúng tôi cũng giảng, mấy người chúng tôi cũng giảng, chứ không phải là đạo tràng đông mình hứng mình giảng, mà đạo tràng ít người mình không giảng được. Quan điểm chúng tôi không những các vị hữu hình ngồi đây, mà bất cứ một đạo tràng nào có niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, gọi là Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, thì đều có chư Phật mười phương đến đây để gia trì gia hộ, và Thiên Long Bát Bộ, Long Thần Hộ Pháp. Bên cạnh đó có các vị khúc mày khúc mặt là các vị hương linh chưa siêu thoát. Thì chúng tôi thấy rất rõ là tại tỉnh Thất Quan Âm mà rất rất nhiều hương linh họ về đó họ xin quy y, xin quy y bằng cách họ nhập vào những người trong gia đình họ xin quy y. Và từ 5 người chúng tôi chủ nhật nào cũng giảng, để đến bây giờ hiện tại đạo tràng mà ở thường trú là 270 bà dực bà cụ, 150 chú, và đi đi về về thường xuyên là khoảng 500 người, hầu như là hàng ngày là khoảng 500 người. Chủ nhật như hôm nay là khoảng 2.500 người, chủ nhật nào cũng đều 2.500 người. Một cái điều rất lạ kỳ là không hiểu vì sao chúng tôi cải cách lại cái lối tu là chỉ có tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Mình nghĩ rằng chắc là chỉ có mình với năm bà già trầu, nhiều lắm là khoảng 10 bà cụ, chứ không thể phát triển nổi. Nhưng chúng tôi vẫn bám theo cái hướng của Hòa Thượng Tịnh Không là mấy người cũng niệm Phật. Và nếu bạn lão lão thật thật tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc tụng một bộ kinh A Di Đà không xen tạp, niệm một Phật A Di Đà không niệm nhiều Phật, lạy một Phật A Di Đà không lạy nhiều Phật, là nhất định quý vị sẽ thành công. Chúng tôi cứ y án theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, 5 năm nay đạo tràng thành tựu. Đạo tràng thành tựu nghĩa là hiện tại chúng tôi đi các nơi chúng tôi giảng, nhưng mà ban chức sự trong chùa vẫn điều hành được cái tỉnh Thất Quan Âm. Và chỉ có chúng tôi giảng, không mời các thầy khác giảng. Vì sao? Không phải mình chê các vị thầy khác giảng không hay. Ở Việt Nam có những vị hòa thượng rất giỏi, học tiến sĩ về, nhưng ngài Lý Bỉnh Nam có nói, nếu một đạo tràng của bạn hôm nay mời vị thầy này tu thiền đến giảng, hôm sau mời vị thầy tu mật tông đến giảng, hôm sau mời các vị tu tịnh độ xen tạp nhiều môn đến giảng, hôm sau nữa bạn mời các vị tiến sĩ về có học vị giảng, thì đạo tràng của bạn sẽ bị rắc rối. Vì sao? Vì mỗi thầy giảng mỗi kiểu, mỗi thầy tu mỗi hướng, mình đang chuyên tu niệm một Phật. Các vị thầy đó nói niệm nhiều Phật đâu có sai đâu. Đúng, không sai. Nhưng niệm nhiều Phật thì khó để mà nhất tâm. Mà niệm một Phật cảm rồi thì cảm tất cả Phật. Vì Lý Quang Nghiêm nói một là tất cả là một, nhất tức nhất thiết, mà nhất thiết tức nhất. Hôm trước giờ giảng những đạo tràng
Phật tử nhiều thành phần, chúng tôi không dám đi sâu vô cái pháp môn tịnh độ, sợ đi sâu vô họ dội ra họ bật ngửa liền, chịu không nổi. Dội là làm sao? Nói họ mà chỉ có tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, họ nói không đủ. Tụng một cuốn kinh A Di Đà, họ nói không đủ, thiếu. Niệm một Phật A Di Đà, họ nói không đủ, phải niệm nhiều Phật. Lúc lâm chung không Phật này trước thì Phật kia trước. Chúng tôi ra Hà Nội chúng tôi giảng, có Phật tử đó nói: thưa thầy, mỗi lần con vô chùa con niệm Nam Mô Tất Cả Phật. Thầy nói con niệm Nam Mô Tất Cả Phật vậy là Phật nào? Con nói con niệm vậy là đủ hết luôn à. Bởi vì trong chùa nó nhiều Phật quá, cho nên con vô con kêu Nam Mô Tất Cả Phật là Phật nào cũng có trong đó đó. Thầy kêu hồi trước giờ không có ai mà niệm Nam Mô Tất Cả Phật hết đó. Chỉ có cô con niệm kiểu đó. Bởi vì không có danh hiệu Phật nào là Nam Mô Tất Cả Phật. Không ai hướng dẫn, không ai chỉ vẽ. Cho nên khi chúng tôi 5 năm trời, 3 năm từ 2007 đến 2010 thì chuyên tu theo một môn, và một cái điều kỳ diệu xảy ra. Nếu lão lão Phật thật niệm Phật thì có hộ pháp gia trì và đạo tràng của bạn. Nếu bạn thực thà chuyên tu niệm Phật không phan duyên, tức là không đi vận động, không sinh sở, và mình không có bị phan duyên, tức là tâm của mình cầu cạnh sinh sở và vận động để xây đạo tràng, thì bạn thành công. Vì bạn phân tâm như vậy, hộ pháp không gia trì. Chúng tôi thà đói uống nước suối, không sinh, không vận động. Thế mà đến ngày hôm nay, từ năm bà già trầu mà bữa nay là 270 bà cụ, 150 chú đủ thành phần, xì ke ma tí có, xã hội đen có, trình độ đại học có, đủ thành phần về đó giống như một vườn hoa. Hôm nay các vị một ngày 12 tiếng chuyên tu ở đó và chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên cuộc đời chúng tôi nguyện rằng một đời này chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một đời này chỉ giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và đề xướng pháp môn tịnh độ, và một đời này chỉ ấn tống một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đó là đường hướng chúng tôi đi. Nếu ai đủ duyên thì mời chúng tôi đến để chúng ta cùng nhau nắm tay nhau về Tây Phương Cực Lạc. Còn không đủ duyên thì đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cho nên khi chúng tôi lạy 3 năm gặp được Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, thì 3 năm sau đạo tràng được khoảng 500 người. Mỗi chủ nhật là 2010 là mỗi chủ nhật được 500 người. Mà 500 người so với cái đạo tràng chúng tôi dựng lên bằng tên, nó chật chội quá. Và không bao giờ nghĩ mình có thể mình xây cái chùa lớn hơn. Tuy rằng là Phật tử nước ngoài, nước trong biết đến, nhưng mà không đủ chỗ ngồi. Một cái điều vi diệu xảy ra. Tự nhiên có một vị Phật tử ở Hà Nội xách vô 100.000 đô, là 2 tỷ mấy. Nói rằng: thưa thầy, đạo tràng của thầy con thấy bữa nay chật chội, ngồi nóng nảy, không có máy lạnh, không có cửa sổ. Thôi giờ thầy nên làm một cái chánh điện lớn hơn đi. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà 2 tỷ này đặt đá mà xây cái chùa khoảng 5-10 tỷ để vận động xây thêm á, thì sai lại lời Hòa Thượng Tịnh Không. Vì Hòa Thượng Tịnh Không là không chủ trương xây dựng. Và nếu 2 tỷ đó mà mình làm cái chùa 1 năm mấy 2 năm mới xong á, thì khi xây xong rồi 500 người này sẽ đi mất hết, và cái chùa này nó sẽ lạnh tanh như chùa Bà Đanh, không ai đến nữa. Vì 3 năm mình nhen nhúng từ 5 người, nó để nó tạo thành một cái năng lượng niệm Phật cho đến 500 người. Thì 500 người này là một cái công sức của mình, chủ nhật nào cũng giảng, và bao nhiêu sự phóng sanh công đức để hồi hướng cho đạo tràng, bao nhiêu tượng Phật in ra để tặng cho người khác lấy công đức đó hồi hướng cho đạo tràng, bao nhiêu kinh Vô Lượng Thọ lấy ra để mà in tặng để hồi hướng cho đạo tràng. Hôm nay 3 năm đạo tràng mình được 500 người mà mình đi lấy cái vật chất để mà đưa lên hàng đầu xây dựng đạo tràng,
thì mình chạy theo cái ngọn bỏ cái gốc. Gốc đó là gì? Gốc đó là công phu niệm Phật. Cho nên thầy lý luận nói với cái bác đó xong, bác kêu vậy tùy ý thầy. Dắt nhàn xuống Sài Gòn đặt thêm, thay vì cái chánh điện đó 9 mét, đặt thành 19 mét rộng hơn. Họ nằm sẵn ở dưới Sài Gòn, họ lên họ chỉ chùm lên một cái, chỉ nghỉ 2 tuần chủ nhật niệm Phật. Thế là xong một cái đạo tràng. Và đạo tràng đó rộng 19 mét, dài 35 mét, ngồi được 1.000 người thoáng mát. Như thế là xong chánh điện. Như thế tuyệt không ạ? Tuyệt vời không ạ? Xong chánh điện. Không phải mất thời gian xây dựng, không phải tốn kém tiền nhiều, chỉ có 100 ngàn mà xong chánh điện. Chiều ngang 19 mét, chiều dài 35 mét, ngồi được 1.000 người. Sau đó rồi cái tượng Quan Âm nhỏ quá so với cái chiều ngang chánh điện, thì chúng tôi mới kêu bây giờ làm sao làm thêm một cái tượng Di Đà đứng chính giữa, Quan Âm đứng một bên, Đại Thế Chí đứng một bên. Thì tự nhiên có Phật tử phát tâm để mà làm thêm, đắp thêm hai tượng, tượng Di Đà và tượng Thế Chí. Thì khi đắp lên xong làm rất là đẹp, mà đứng ngoài nắng, đứng ngoài nắng không có mái che. Cũng tự nhiên chị của cái bác mà cúng 2 tỷ đó xách 1 tỷ rưỡi nữa làm cái mái che. Chúng tôi cũng đặt ở Sài Gòn lên dựng cái xong, trong vòng nửa tháng xong. Bây giờ chùa xong rồi đó. Đó là đúng theo đường hướng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư nói rằng đây là cõi ta bà, là ta bà giả, ta bà giả tạm. Ta bà khổ, ta bà khổ, tịnh độ vui, tịnh độ mới ngàn vui. Sống trong ta bà, một người người khóc mà vui cái nỗi gì. Cho nên cái cõi này nó là giả. Phật nói đây là nhà lửa tam giới, mình chỉ là tạm ở vài chục năm, 100 năm, đây là quán trọ. Rồi sau khi rời cái quán trọ này, chúng ta về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, đó là quê hương chúng ta. Ta theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, ta theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Khi mà nhắc đến cảnh giới cực lạc, nhắc đến Đức Phật A Di Đà, tự nhiên trong người nó có cảm xúc nổi da gà. Không biết quý vị ngồi dưới đó nghe như thế nào. Bản thân chúng tôi không phải đạo tràng đông mà chúng tôi cảm xúc, mà đạo tràng đó là thực sự tu, có sự gia trì của Long Thần hộ pháp. Đạo tràng đó ít nhưng mà người ta lão lão thật thật. Lão thật là gì? Lão là già dặn, thật là chân thật. Người ta già dặn, người ta chuyên tu một môn gọi là lão. Còn hôm nay mình tụng kinh này, mai tụng kinh kia, hôm nay tu thiền, mai tu tịnh độ, gọi là non nớt mà tu, thói tâm mà tu. Còn một môn thâm nhập, bốn chữ A Di Đà Phật, lão lão thật thật, tức là chân thật, già dặn mà niệm, nhất định bạn thành công. Vì lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư sấy sâu vào một pháp môn. Còn những vị tu nhiều pháp môn như Hòa Thượng Tiêu Hóa, Mật Tông ngài cũng tu, ngài cũng đắc chứng đắc. Thiền Tông ngài cũng tu, ngài chứng đắc. Tịnh Độ Tông ngài cũng tu, ngài chứng đắc. Hoa Nghiêm Tông ngài cũng tu, ngài chứng đắc. Đại Bi Tâm Muội ngài cũng chứng đắc. Đó là hàng Bồ Tát. Ngài tu tổng trì, là môn nào ngài tu cũng được. Còn riêng như chúng ta không có cửa, không có cửa mà tu tổng trì như vậy là tu tổng hợp, mà chúng ta chỉ là chuyên tu. Chuyên tu thì không xen tạp. Cho nên đạo tràng này biết lựa người, biết mời pháp sư tu chuyên tu tịnh độ, biết mời các vị như chú Diệu Âm về đây tu tịnh độ để mà hướng dẫn trợ duyên cho quý vị. Chắc là quý vị cũng xem đĩa của Giác Nhàn, tu không có tạp đúng không ạ? Nếu tu tạp chắc cũng không mời đến đây để làm gì, đúng không quý vị? Cho nên chúng tôi đến đây tự nhiên trong người nó cảm xúc liền. Thì rằng đạo tràng này so với mấy đạo tràng mà chúng tôi giảng từ khi hôm trước qua Mê Bầm, rồi đến Tây Úc, đến hôm nay, đến Phết, đến hôm nay, cái đạo tràng của mình chưa bằng 1/3 những cái đạo tràng mà những Phật tử biết chúng tôi đến. Rất ít, nhưng mà sao trong người nó cảm xúc. Vì vô nghe cái âm điệu niệm Phật, nó nhớ y chang giống như là bên Tịnh Tông Hồng Kông khi chúng tôi đến.
nhập vô đạo tràng niệm Phật. Sáng họ tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, xong rồi họ ngồi trên ghế họ tụng xong rồi bắt đầu họ làm cái gì? Họ chuyên đi kinh hành, họ niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng tôi vô công nhận chỉ có một tiếng rưỡi là nhập tâm cái âm điệu này luôn, thuộc cái âm điệu này luôn. Hay quá. Nếu mà một danh hiệu Phật đầy mà họ ghim tâm vô gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, chế tâm vào một danh hiệu Phật thì chắc chắn quý vị sẽ thành công. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nếu chúng tôi hôm nay ngồi giảng ở đây, sau khi làm một cái cuốn phim này mang về Việt Nam, chắc là những Phật tử ở Việt Nam người ta hoan hỷ lắm. Bởi vì có thêm một đạo tràng tu theo Tịnh Tông. Coi như ở Việt Nam từ 2007 đến 2009 là chúng tôi ở một chỗ và không rời khỏi Tịnh Thất Quan Âm, không đi giảng ở đâu luôn, chỉ có giảng tại Tịnh Thất Quan Âm. Mà chúng tôi tưởng là một mình giảng, Phật tử nghe riết họ ngán. Nhưng mà sao họ không ngán? Bữa nào mà không nghe Giác Ngàn giảng là họ thấy nó thiếu. Nhưng hôm nay mà về không gặp là có nhiều người ta đứng khóc tại chỗ luôn vì không gặp thầy. Có nhiều người người ta nói ông thầy Nhàn cái miệng của ổng không biết sao mà nó dẻo quá. Ở chùa mà phải nói là người ta về đông quá cỡ. Tại tỉnh Lâm Đồng mà tìm một cái chùa một tháng có 4 ngày mà gần 3.000 người là không có. Không phải chúng tôi tự khoe khoang, mà đây là sự gia trì của Phật. Một môn mà hôm nay người ta cảm được một bộ kinh, cảm được 4 chữ A Di Đà Phật và cảm được cái lời chân thật của mình nói rằng chỉ có nên tụng một kinh niệm một Phật. Vì Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói rằng là không nên xen tạp một bộ kinh mà tụng, không nên xen tạp một Phật mà niệm, đó là Phật A Di Đà. Không nên xen tạp một kinh mà tụng, đó là kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà. Và không nên xen tạp một Phật mà lạy, đó là lạy một Phật A Di Đà. Và không nên xen tạp một cảnh giới cực lạc mà hướng đến. Bạn thành công, bạn thành công, chắc chắn là bạn thành công. Đây là nói bằng sự thật. Nhưng có nhiều người không tin nổi, không tin nổi. Bởi vì theo phong tục tập quán, xưa nay đạo tràng là mùa nào tụng kinh đó. Nhưng bạn không thâm nhập được một bộ kinh gọi là tính giải hành và chứng. Nếu bạn tính giải hành chứng một bộ kinh thì tất cả các bộ kinh khác bạn đều tính giải hành chứng hết. Vậy sao bạn không chuyên một bộ kinh để bạn đạt được cái tiêu chuẩn gọi là tính giải hành chứng? Vì vậy thưa quý vị, chúng tôi vô cùng hoan hỷ khi bước đến niệm Phật đường Liên Trì. Liên là hoa sen, Liên Trì tức là hoa sen. Mà cái hoa sen bên cảnh giới cực lạc, nếu hôm nay chúng ta nhất tâm niệm Phật thì bên cực lạc có hoa sen và có tên chúng ta. Và chúng ta càng niệm Phật nhiều chừng nào thì hoa sen càng lớn. Và từ hạ phẩm đến trung phẩm đến thượng phẩm. Hạ phẩm nó có hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm thượng sanh. Trung phẩm nó có trung phẩm trung hạ sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm thượng sanh. Và thượng phẩm nó có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Như vậy mỗi phẩm nó có 3 phẩm, 3 lần 3 là 9, gọi là 9 phẩm sen vàng là cha mẹ. Chúng ta qua đó là quá sanh trong hoa sen, còn ở cõi này là vì nghiệp lực chui vào thai bào gọi là thai sanh. Mà thai sanh nằm trong cái địa ngục máu á, cái bụng của mẹ mình chứa máu và nuôi mình trong đó, nuôi cái thai nhi đó là mình nằm trong địa ngục máu. Và khi ăn đồ nóng vô, cái thai nhi này giống như đang nằm trong gì? Trong quả diệm sơn. Nếu ăn đồ lạnh vô,
thì thai nhi này đang nằm trong băng giá lạnh âm không độ. Nó đang nó cảm xúc và chưa khi nào mà nói đến đoạn này. Chỉ nói nằm trong thai bào là địa ngục, nhưng mà chưa diễn tả được rằng khi uống nước lạnh vô mình đang nằm trong băng giá, và khi ăn đồ nóng vô, uống nước nóng vô, cái thai bào này đang ở trong gì? Ở trong quả diệm sơn. Người đường sanh cũng khổ mà bị sanh cũng khổ. Cho nên cái cõi này là Phật nói là cõi ta bà khổ, ta bà khổ. Chỉ có tịnh độ mới an vui, cực lạc mới là niềm vui tột đỉnh. Mà chúng ta vẫn còn gì? Rong chơi lòng vòng ở cõi ta bà này để kiếp sau chui vào thai bào nữa. Muốn chui vào thai bào nữa thì tiếp tục ở lại đây tranh giành hơn thua, tích lũy điều kiện của cải vật chất để xây dựng cái cõi này cho nó kiên cố, rồi bỏ báo thân này tiếp tục chui vô bụng cha, bụng mẹ, bụng con người ở trong đó tiếp, rồi sanh ra làm người nữa. Còn nếu chúng ta biết rằng cõi này tạm và quê hương đó là cực lạc, chúng ta đầu tư bên đó, đầu tư cái gì? Đầu tư là hàng ngày niệm Phật A Di Đà, lấy cái công đức này hồi hướng về cực lạc. Hàng ngày đầu tư là tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, hồi hướng về cực lạc. Chúng ta có tiền, chúng ta in kinh phóng sanh, lấy 10 công đức in kinh, 10 công đức phóng sanh, hồi hướng về cực lạc. Đó là đầu tư dài hạn. Và đầu tư này là không bao giờ sợ lỗ. Quý vị làm business ra để mà đầu tư cây xanh, đầu tư buôn bán làm ăn coi chừng bị lỗ. Vì sao bị lỗ? Vì trong bạn, bạn không có tài. Và trong bạn, bạn đang thiếu tài. Và tài là tiền bạc, bạn không có bố thí tài. Cho nên bạn làm ăn cái thứ gì nó cũng lỗ hết. Cho nên thành ra coi chừng thua lỗ. Mà đầu tư về cực lạc là không bao giờ thua lỗ. Vì sao vậy? Vì đầu tư công đức để hồi hướng về cực lạc là chắc ăn, chắc như đinh đóng vô cột gỗ lim, không chạy đi đâu hết trơn. Cho nên khi chúng tôi gặp Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài vô ngài xá Phật, lạy Phật, lạy Quan Âm Bồ Tát trong cái hội trường đó, và cúi xuống lạy chào quý Phật tử, xong ngài vô trong cái phòng ghi âm riêng ngài giảng. Chúng tôi ngồi bên ngoài chỉ được nhìn cái màn hình thôi, và không hiểu tiếng Tàu, không hiểu tiếng phổ thông, tiếng Hoa, nhưng mà thấy được cái năng lượng từ trường của ngài, chúng tôi cảm xúc quá. Giảng 2 tiếng đồng hồ, khi giảng xong rồi là Hòa Thượng mới đi ra lại phòng, cái phòng giảng mà chúng tôi đang ngồi. Hòa Thượng xá Phật, lạy Phật xong rồi cúi đầu xá chúng tôi, xong chúng tôi xá lại Hòa Thượng, đảnh lễ chúng tôi quỳ xuống đất, chúng tôi lạy luôn, bởi vì kính ngưỡng quá. Và một chút thành kính là một chút công đức. Ngài Ấn Quang dạy như vậy, thì chúng tôi cúi xuống đất và quỳ sát đất đảnh lễ Hòa Thượng. Xong rồi Hòa Thượng hẹn một cái phòng đó sắp xếp vào. Nếu mà không có cô Dung đó, Diệu Âm Dung đó, thì chúng tôi chỉ gặp chào Hòa Thượng rồi chụp tấm hình rồi đi ra thôi, chứ không nói được gì. Vì Hòa Thượng không biết tiếng Việt, mà chúng tôi thì cũng không rành tiếng Hoa. Cho nên cô Dung là gạch cầu nối Quan Âm Bồ Tát chư Phật, đưa cổ từ Đài Loan bay qua bên Hồng Kông. Và chúng tôi chỉ mời một tiếng là chúng tôi đến thăm đảnh lễ Hòa Thượng, chứ không có ý nghĩ là kêu cổ qua để thông dịch nữa. Mà cổ là đang lấy vé để về Việt Nam đi đám cưới gia đình, mà cũng bỏ vé về Việt Nam, cũng bay qua bên Hồng Kông. Qua Hồng Kông rồi thì vừa bắt đầu vô gặp chúng tôi mới đứng, bởi vì mừng quá mà nó rung, mừng quá mà rung. Và chúng tôi có trình bày hết là năm 3 năm nay, lúc đó là năm 2010, được nghe đĩa Hòa Thượng, và chúng con y theo phương pháp của Hòa Thượng là chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng, niệm một Phật A Di Đà. Và hiện tại đạo tràng của con mỗi chủ nhật là 500 người về, thì trình bày hết cho Hòa Thượng và mở được cái phòng vãng sanh. Lúc đó hộ niệm cũng gần 50 ca, năm 2010 có cái phòng vãng sanh, và bố Giác Nhàn cũng được vãng sanh. Thì nói như vậy xong cái bắt đầu Hòa Thượng tự nhiên ngài cảm xúc, và ngài cảm xúc ngài mới nói rằng
Chỉ lúc trước á, là Ngài giảng nhiều bộ kinh, kinh Hoa Nghiêm, kinh này kinh nọ, nhưng hôm nay Ngài chỉ giảng một bộ kinh, đó là chú giải kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư giảng, và Ngài Hoàng Niệm Tổ là đệ tử căn Hạ Liên Cư kết tập lại. Thì cái cuốn đó đó Hòa Thượng đưa cho chúng tôi và tặng cho chúng tôi cái cuốn đó là bằng Hán văn. Thì chúng tôi nghĩ rằng về làm sao có được cái cuốn dịch ra Việt văn, thì đây là cái cuốn dịch ra Việt văn, đã dịch ra Việt văn, và Hòa Thượng chỉ có giảng cái cuốn này gọi là Vô Lượng Thọ Đại Kinh chú giải. Và khi chúng tôi gặp được cái cuốn Việt văn này, chúng tôi nghiên cứu và chỉ có giảng một cuốn kinh này. Thì Hòa Thượng nói rằng chỉ cần tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ và học một môn Tịnh Độ, nguyện vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà rồi, bạn muốn học thêm cái gì nữa học? Rồi bữa đó Hòa Thượng nói vậy nha. Và về Tây Phương Cực Lạc rồi, bạn muốn học thêm Di Thức, Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, bất cứ kinh gì đó, thì về tới Tây Phương gặp Phật A Di Đà, bạn muốn học thêm môn gì đó bạn học. Thì cái đĩa mà chúng tôi đi qua Hồng Kông gặp Hòa Thượng Tịnh Không, trong này có người coi không ạ? Thì đó, bữa đó Hòa Thượng dạy rất rõ về cái đĩa đó, và chúng tôi vô cùng xúc động mừng. Thì bữa đó Hòa Thượng tặng cho chúng tôi quà là dây tượng Phật đeo, rồi lúc đó tặng xong rồi được chụp hình lưu niệm, được quay phim, mà đúng Phật gia hộ, vừa có người thông dịch, chúng tôi nói đến đâu là cô Diệu Âm Dung đã dịch đến đó hết. Hòa Thượng hoan hỷ, Ngài cười rất hoan hỷ. Và đặc biệt nữa là quý vị biết gì không, Ngài kêu gần ngồi để mình chụp hình á. Thì chúng tôi ngồi gần Ngài rồi, nhưng mà mình kêu bao nhiêu năm nay lạy Ngài, hôm nay mới gặp thôi, giờ đụng Ngài chút để lấy hơi. Thì lúc chụp hình chúng tôi đụng Ngài, ngồi sát đụng vô để lấy hơi đúng không? Trời ơi, nó sung sướng như gặp vị cha của mình, nó tuyệt vời. Quý vị không có cái cảm xúc đó nhiều là bởi vì quý vị chưa có tha thiết. Mình tha thiết mình gặp một vị đó, thì khi mình gặp được rồi, cái cảm xúc nó dâng trào dữ lắm. Cũng như mình niệm Phật, mình tha thiết mình nguyện vãng sanh, mà gặp Phật A Di Đà một cái là cái cảm xúc mình dâng trào và biết đó là Phật liền và vãng sanh ngay. Thấy không ạ? Vì cái tâm mình tha thiết nó chưa đến tột đỉnh. Cho chúng tôi tha thiết xong rồi, Ngài tiếp, Ngài chụp hình, Ngài tặng quà đồ xong hết, về nằm suy nghĩ, phải gặp Ngài một lần nữa mới được. Trời ơi, tham nữa ha. Gặp Ngài một lần nữa mới được. Thì bữa đó quên cúng dường cho Hòa Thượng một cái khăn choàng rất là đẹp, và có một hai món quà nữa, và tâm nguyện muốn vào xin Hòa Thượng được đắp cái y bên Việt Nam là y màu vàng, hậu cũng màu vàng, mà riêng y bên Tịnh Tâm là y màu đen. Thì muốn gặp Hòa Thượng để xin Hòa Thượng đắp được cái y theo Tịnh Tâm, và đủ duyên được đi các Tịnh Tâm để mà giảng cũng như tu học. Thì xin cái người quản lý ban tổ chức, thì họ nói hôm qua thầy đã gặp rồi, bữa nay thầy còn gặp nữa không được. Thì Giác Nhàn mới nói rằng công nhận mình niệm Phật cái mình khôn đó nha, nó lanh ra cái trí tuệ nó sáng. Kêu không, hôm qua gặp là đại chúng, hôm nay chỉ gặp riêng để cúng dường cho Hòa Thượng cái khăn, với xin Hòa Thượng có vài lời còn thắc mắc lắm. Nó kêu vậy một mình thầy vô thôi ngang, với cô thông dịch ngang. Kêu dạ. Rồi cô sắp xếp một cái buổi nữa vô gặp riêng, ngồi sát bên cạnh nữa, và nói rằng con có cái khăn này cúng dường cho Hòa Thượng, tuy rằng đơn giản nhưng mà nó rất là quý, bằng tất cả tấm lòng con mang từ Việt Nam sang. Hòa Thượng cầm, Hòa Thượng cười, Hòa Thượng hoan hỷ. Rồi cái là Giác Nhàn nói con muốn xin đắp cái y màu đen này, Hòa Thượng chứng minh cho con, và con xin đi các Tịnh Tông để mà tu tập, cũng như là học hỏi, và cũng như là những vị Việt Nam mà có được nhờ mở những cái Tịnh Tông, con xin Hòa Thượng cho con đến đó. Ngài đồng ý. Ngài kêu hỉnh hào là tốt lắm, tốt lắm. Trời ơi, nó mừng trong lòng, và được gặp Ngài quay cái đoạn băng đó xong ra. Thì năm 2010 khi về rồi, tự nhiên đạo tràng bắt đầu nó phát triển luôn, là gặp những người, người ta phát tâm, là 2011 là người ta xây thêm cái đạo tràng lên, và bây giờ nó phát triển lên. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ và thấy rằng nếu tu một pháp môn nào khác 60 năm sau chưa được như vậy, là chưa được một cái đạo tràng như vậy.
vì tự lực mà tu. Còn hôm nay mình nhờ Phật lực gia trì, đó là mình tu pháp môn nhị lực. Nhị là hai, lực là tự lực và tha lực. Tha lực đó là thần lực của Phật gia trì, nó mới được cái đạo tràng như ngày hôm nay. Còn tu tự lực một mình để đề xướng một pháp môn gì đó, không phải là pháp môn niệm Phật, 60 năm sau chưa được đạo tràng như vậy. Chúng tôi quả quyết với quý vị để cho quý vị biết được cái pháp môn niệm Phật nó thù thắng như vậy. Và y giáo phụng hành một bộ kinh Vô Lượng Thọ tụng, và ngày nào cũng tụng, và Tết cũng tụng, và đầu năm cũng tụng, và Vu Lan rằm tháng 7 cũng tụng Vô Lượng Thọ để hồi hướng cho các vị hương linh, được không? Được. Kinh Pháp Hoa là cầu an, nhưng lấy công đức tụng kinh Pháp Hoa cầu a cầu siêu, hồi hướng cho các vị hương linh, các vị hương linh này vẫn được siêu thoát. Kinh Địa Tạng là cầu siêu, nhưng lấy công đức tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho người ta được an không? Được. Vì công đức bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn, nó uyển chuyển an và siêu đều được hết. Như vậy lấy kinh Vô Lượng Thọ cầu an được không? Được. Cầu an người này sẽ gì? Tuổi thọ kéo dài. Và cầu siêu được không? Được. Siêu đi đâu? Siêu về Cực Lạc. Trời ơi hay quá, một mũi tên bắn được hai mục đích. Đúng không? Nếu ai tụng Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng Tịnh Không nói một ngày ba bộ, ba năm như một ngày, tức là 3000 bộ, một năm 365 ngày, 365 ngày mà bạn tụng như vậy là ba bộ một ngày là 1000 bộ một năm, ba năm là 3000 bộ. Tính tâm bạn kiên cố, nguyện lực bạn kiên cố, từ lúc lâm chung bạn chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mười niệm Phật rước, vì người này đã đủ tín nguyện. Còn nếu không đủ tín nguyện, dầu cho bạn niệm mấy năm Phật cũng không rước, vì vãng sanh được hay không là do tín nguyện. Chỗ này độc chiêu chỗ này nha. Và không cần 10 niệm, nếu đủ tín nguyện rồi chỉ cần một niệm, đó là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo liên trì. Một câu Di Đà không niệm khác, không niệm tham, niệm sân, niệm si, không niệm phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, vô trà tàm vô quý trào cử hôn trầm bất tính giải đãi phóng dật thất niệm tán loạn bất chánh tri, tất cả những niệm đó không còn, chỉ còn một câu A Di Đà Phật đầy đủ tín nguyện, Phật A Di Đà xuất hiện rước quý vị bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là chúng tôi nói trong kinh nha. Những người nào có thiện căn đều tin liền, còn không có thiện căn phước đức nhân duyên nói Cực Lạc tôi đâu có thấy đâu, Phật A Di Đà tôi đâu có thấy đâu, cho nên tôi không tin. Tin không phải chỉ qua thấy mà qua nghe, nghe ai nói? Nghe Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà, nghe Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Vô Lượng Thọ, nghe Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, và rải rác những bộ kinh Đại Thừa đều có nói đến Đức Phật A Di Đà. Cho nên mới nói rằng chư Phật sở dĩ hưng xứng thế, di thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Chư Phật sở dĩ ra đời là nói đến bổn nguyện của Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật nhập vào Đại Định Hoa Nghiêm, nói Hoa Nghiêm 21 ngày. Trong kinh Hoa Nghiêm đó có phẩm Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, đó là nói cho hàng Bồ Tát. Trong 21 ngày vừa đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, nhập vào Đại Định nói tịnh độ liền. Vì sao vậy? Vì cái nguyện thứ 17 nói rằng bất cứ một vị Phật nào khi thành Phật ở một tha phương quốc độ nào mà không nói đến cảnh giới của con, không nói đến nguyện lực của con, không nói đến công đức danh hiệu của con, thề con không thành ngôi chánh giác. Cho nên theo cái nguyện lực thứ 17 này mà bất cứ một vị Phật nào thành Phật ở một tha phương quốc độ nào cũng đều nói đến nguyện lực của Phật A Di Đà, đều nói cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, đều nói đến công đức danh hiệu của Phật A Di Đà. Cho nên hôm nay chúng ta nói truyền theo lời dạy, lời nguyện 17 của Đức Phật A Di Đà, nói truyền theo cái bản nguyện của Phật Thích Ca ra đời, thì chúng ta cũng đề xướng cảnh giới Cực Lạc, đúng không ạ? Đề xướng danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh, đề xướng bộ kinh Vô Lượng Thọ học kinh A Di Đà về tâm chỉ của tịnh độ. Nếu chúng ta mở một cái đạo tràng cho người khác niệm Phật, đó là đang tán thán mười phương chư Phật. Vì sao? Vì người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật là người ta đang tán thán Phật A Di Đà.
mà khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đang tán thán Đức Phật A Di Đà, thì mười phương chư Phật ẩn mình ủng hộ. Hôm qua chúng tôi có giảng 10 công đức niệm Phật đó. Mười phương chư Phật ẩn mình ủng hộ, và Đức Phật A Di Đà luôn luôn phóng ánh ngọc hào quang vào trong đạo tràng đó để gia trì đạo tràng đó. Nếu không có Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang gia hộ đạo tràng cho chúng tôi, coi như nó banh chành tiêu liền. Riêng chỉ có nói cái tiền ăn không á ngang, 500 người một ngày họ sinh hoạt họ ăn, một tháng phải tốn 300 triệu, 15.000 đô là 300 triệu mỗi tháng. Chưa nói tiền xây dựng, có đến lúc xây dựng và xây dựng thêm những cái phòng cho các cụ ở, một tháng đến 500 triệu là 25.000 đô. Tìm đâu ra, đi buôn ma túy cũng không có đủ mà nuôi hết chứ. Chúng tôi nói chân thành. Mà vậy vì sao? Vì sao lại có tiền nuôi? Mỗi chủ nhật 2-3 ngàn người họ về, họ bỏ người 5 ngàn tiền Việt Nam á, 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn, 100 ngàn là 5 đô á, người đã bỏ một chút góp gió thành bão, vậy mà đủ nuôi cái đạo tràng. Cho nên chúng tôi đi giảng như vậy là không lo đạo tràng. Nếu đi giảng như vậy mà xin tiền vận động về nuôi các cụ già, nuôi không nổi. Vì sao nuôi không nổi? Vì cái lượng tiền quá lớn, và cái sức mà để mà cung cấp một đạo tràng đó chỉ có Phật A Di Đà mới có thể gia trì được mà thôi. Cho nên khi chúng tôi đi giảng này, chúng tôi thấy rất là thoải mái, tập trung toàn tâm vô giảng, chứ không phân tâm trên tịnh tài tịnh vật, không phân tâm để mà mình phải để mà vận động xây dựng kêu gọi đóng góp, không có. Mà chỉ đạo tràng nào đủ duyên mình đến, mình nói chân thật về pháp môn niệm Phật để họ nguyện vãng sanh, cái công đức này nó mới thù thắng. Công đức này mới thù thắng. Cho nên đến ngày hôm nay đạo tràng chúng tôi đề xướng thêm một cái hướng nữa, đó là lập phòng vãng sanh. Nếu mở một đạo tràng niệm Phật, rồi sau khi niệm Phật người ta lâm chung, người ta ở nhà người ta mất, hoặc người ta đi đâu người ta mất mình không biết, thì mình lo chỉ lo cái ngọn mà không có cái gốc. Ngọn sao? Nếu những vị mà biết ngày giờ vãng sanh, tự tại thâu thần vãng sanh chỉ có hàng tổ. Còn riêng đối với giác nhàn và các vị ngồi trong này ha, lúc lâm chung cần ban hộ niệm, cần ban trợ niệm, rất cần. Vì oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hữu hình và vô hình, nó tới nó đòi chúng ta. Con cái nó khóc lóc là oan gia hữu hình, và những người hương linh chết chưa siêu thoát, họ đến họ đợi chúng ta vừa tắt thở, nó dắt chúng ta đi. Không kịp Phật đến vì không ai niệm Phật cho bạn. Chết chưa? Dám mình đủ khả năng tự tại thâu thần tịch diệt, biết ngày giờ vãng sanh không? Đếm trong đầu ngón tay không có. Cho nên chúng tôi lập phòng vãng sanh để cho các cụ và Phật tử vào đó hộ niệm, để gieo cái nhân hộ niệm. Và lúc lâm chung thì chắc chắn sẽ có người hộ niệm lại cho bạn. Hiện tại phòng vãng sanh có 4 ca và mới ra đi 1 ca, rất thành công. Vì vậy chúng tôi khuyên quý vị, ngoài cái chuyện mà tổ chức đạo tràng tu, làm sao có thêm một cái phòng vãng sanh để chờ thời bác sĩ mà chê á, trả về đó, chúng ta đem về chúng ta hộ niệm. Một người vãng sanh công đức thù thắng. Vì sao? Vì khi người đó vãng sanh, Phật A Di Đà xuống rước, chúng ta là người trong liên trì hải hội và pháp hội của Phật A Di Đà, để tiếp tay với Phật A Di Đà đưa người về cực lạc. Còn mở cái đạo tràng là gieo cái nhân cho họ, để lúc lâm chung họ đủ vốn hoặc gần đủ vốn, gặp ban hộ niệm hấp nhẹ cái nữa về cực lạc. Còn những người không có chịu tu, mình vẫn đem về hộ niệm, vì lúc lâm chung nghe tiếng niệm Phật, họ không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ấn Quang Đại Sư nói, trong Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục có nói, lúc lâm chung người đó giàu cho không có niệm Phật, nhưng nghe tiếng A Di Đà Phật, người đó tâm thần không bán loạn, không hôn mê, và tâm của họ được định tĩnh, thì họ không đọa ba đường ác. Hiểu chưa? Có nhiều thầy, nhiều Phật tử nói, bình thường không tu
lúc lâm chung đưa vô phòng hộ niệm làm sao được vãng sanh. Dĩ nhiên nếu họ không đủ được cái vốn liếng gọi là tư lương hành trang để vãng sanh á, thì họ vẫn không đọa vào trong ba đường ác, vẫn cứu được họ. Và cái điềm mà làm cho mình thích thú nhất là lúc lâm chung có niệm Phật thì gương mặt của họ nó tươi nhuận ra, tay chân mềm mại ra, và họ đi một cách rất an bình. Công đức này lớn lắm, công đức này lớn lắm. Cho nên chúng tôi vô trong này thấy một cái đạo tràng rất tuyệt, nhưng mà tâm nguyện chúng tôi muốn qua đây lập một cái phòng vãng sanh. Khi nào đủ duyên, Phật A Di Đà sắp xếp lập một cái phòng vãng sanh, trong đó có một cái đạo tràng như vậy. Và cái đạo tràng người sống đó là để hộ niệm cho người lúc ngáp ngáp. Cái này gọi là viên mãn luôn. Bên này nói rằng con cái mất đó, nó đẩy vô trong bệnh viện, bệnh viện vừa mất nó đẩy vô phòng ướp lạnh. Nhưng chúng ta vẫn có cách. Cách đó là gì? Cái cách đó là bác sĩ chê, được phép mang về nhà, đúng không ạ? Được phép mang về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nguyện của gia đình muốn mang về nhà, và bác sĩ không thể cứu được, mang về nhà cho để bệnh viện làm cái gì? Để bệnh viện nằm đó là các vị hương linh người ta mất rồi đó ngang, người ta bám theo quý vị là quý vị chết. Giờ chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện nè. Có một Phật tử tên là Diệu Hòa. Năm 2000 chúng tôi xây một cái cốc, tức là cái thất chúng tôi năm 2000, thì một Phật tử đó phát tâm cúng dường 20 triệu mua được 2 sào đất là 2000 mét vuông. Thì lúc đó chúng tôi bắt đầu xây dựng cái tịnh thất, chiều ngang 6 mét, chiều dài 9 mét. Là Phật tử khác cúng dường 40 triệu để làm một cái nhà, chiều dài 9 mét, chiều ngang 6 mét, và ngăn làm 6 luôn trong đó luôn, ngăn làm 3 khúc và chia làm 6 phòng trong đó. Thì đang xây dựng, có một vị Phật tử ở Sài Gòn tên là Diệu Hòa, ở ngay quận Nhất lên. Và bà cụ này là bị nói ngọng, là bởi vì bà uống, bà mất ngủ, cho nên bà cụ uống thuốc, uống thuốc ngủ nhiều, cho nên tinh thần, cái thần kinh nó bị liệt. Nói ngọng và đồng thời đi đứng nó rất là khó khăn, rất là yếu ớt. Thì khi lên tỉnh thất, chúng tôi không biết vì sao ngủ 1-2 đêm sau, là ngủ nhờ cái nhà cô Hai đó, trên tỉnh thất chưa làm xong. Thì ngủ 1-2 đêm sau bà khỏe, tự bà đi chứ không ai dắt nữa hết. Bà cứ ô khí hậu trên Đà Lạt mát quá, vài bữa thầy xây thất xong thầy cho con lên đây ở nghe. Thì kêu được, vài bữa xây thất rồi dắt nhà mời cô lên. Mà nhưng mà bà cụ đó bà sợ thầy hứa mà thầy không cho, cho nên bà cụ bà muốn cho chắc ăn nữa. Thầy có mượn tiền không? Con cho thầy mượn tiền. Bà cũng khôn nha, bà cũng khôn ha. Cái giác nhàn nói không, cuộc đời của giác nhàn không có mượn tiền, có xài không có thôi. Mà đang xây nó cũng, đang xây dựng nó cũng thiếu tiền dữ lắm. Mà nếu mà mình mà khởi lòng tham mình mượn liền à. Mà giác nhàn mượn là làm sao có tiền mà trả. Cái lúc đó đi giảng mà cũng như là không đủ tiền xe, vô mấy cái vùng sâu giảng người ta cho một cái bích, một cái sồi với một cái dừa mang về. Lúc đó họ nghèo mà. Thì giác nhàn không, giác nhàn kêu không có mượn. Nhàn kêu không, không mượn. Mình năn nỉ hoài, đi theo cái lẻo đẻo theo sông, năn nỉ hoài. Giác nhàn kêu không, cuộc đời giác nhàn là không muốn nợ ai hết trơn á. Cuối cùng mà kêu nếu không mượn thì thôi cúng. Thì kêu cúng thì được, cúng thì nhận. Hỏi giờ thầy cần cái gì? Thì thầy nói là thầy thấy cái tinh thần của cô nó không được tỉnh táo, thôi cô cúng đường điện đi. Nếu mà cô cúng đường điện mà điện thắp sáng trên cái tỉnh thất này á, tại vì từ dưới đường nó lên chùa là 800 mét, mà chưa có điện, toàn là thắp đèn dầu đang xây dựng. Thì giờ cô cúng cái đường điện là chùa được sáng suốt, cho quý thầy thấy đường tụng kinh, thì cô được cái nhân quả là tinh thần cô nó sẽ được sáng suốt. Cô kêu dạ được, vậy giờ thầy theo con luôn, để xuống con cúng dường cho thầy. Nhưng mà giờ thầy coi thử coi bao nhiêu tiền. Thì cái năm 2000 đó là giác nhàn đi hỏi, thì dây đồng á thì nó mắc gấp đôi. Dây đồng thì nó tốt, nó dẫn điện mạnh, còn dây nhôm á thì nó rẻ. Còn trụ á, mà trụ sắt mà nhỏ như vậy thì nó rẻ, mà trụ sắt lớn thì nó mắc. Thì lúc đó cổ đã phát tâm cúng, cổ có tiền, đáng lẽ mình khởi cái lòng tham mình nói mua dây đồng cho ngon ha, hoặc mua trụ cho bự ha. Mà sao lúc đó tự nhiên mình không có tham. Mà lúc đó cũng lạ, bây giờ mình nghĩ lại cái tâm mình lúc đó nó cũng lạ. Nó coi dây đồng nó mắc lắm, thôi mua dây nhôm nhỏ nhỏ thôi, một mình thầy xài không bao nhiêu, mình đâu có nghĩ về sau nhiều người xài đâu, thì mua dây nhôm mang lên. Rồi cái trụ nhỏ nhỏ như vậy á
là nó rẻ tiền, rồi thầy tự đi đào, thầy chôn cho nó đỡ tốn tiền đào nữa. Đào đất để mình chôn cái trụ, kéo lên như vậy là 30 mấy 40 trụ, rồi kéo lên như vậy là 800 mét đường dây bằng nhôm. Mà tay dây nhôm á, nó tải xa thì nó yếu, nó yếu điện, cho nên thành ra những cái đồ dụng cụ trong nhà nó cứ cháy hoài. Thì thầy mua dây điện tính hết là 5 triệu, nếu mà mua đồ xịn là 10 triệu. 10 triệu là lúc đó là 2 cây vàng, mà 5 triệu là 1 cây vàng là cũng lớn lắm á. Một cây vàng bây giờ cũng 40 mấy 50 triệu giờ á, giá trị á. Thì nói cô Diệu Hòa ơi, tổng cộng là 5 triệu. Tôi kêu thôi thầy đi theo con về Sài Gòn, con bán đô ra con cúng cho thầy. Cô bán ra không biết nó dư lẻ hình như cũng được 5-7 ngàn. Cô kêu thôi cho thầy đi ăn bánh về xe. Có. Thì mang về kéo đường dây điện lên xong, là xây xong cái thất đó là 3 tháng. Là từ đầu năm 2012 xây đến ngày mùng 10 tháng 4 là 3 tháng sau xong tịnh thất, là định mời cổ lên trên tịnh thất để mà làm lễ an vị. Thì mùng 10 làm lễ an vị, từ ngày mùng 9 quý Phật tử lên nửa đường báo là cô Diệu Hòa đã mất. Thì thầy gọi xuống hỏi điện, gọi điện xuống hỏi gia đình vì sao cổ mất, là do cổ đi miền Tây không mang đi theo, không mang thuốc uống, thuốc ngủ uống á, để nó ngủ được á. Cho nên thành ra là mấy ngày cả tuần lễ mất ngủ, cho nên là huyết áp cao và cổ yếu quá mang vô nhà thương. Và hỏi mang vô nhà thương rồi sao nữa, thì nói rằng lúc vô nhà thương truyền nước truyền đồ, sau đó tự nhiên cổ giật dây ra, cổ không truyền nữa. Và cổ nói thiệt lớn là cho tôi về nhà, cho tôi về nhà, tôi không ở đây nữa, người ta ở đây đông lắm, tôi sợ quá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cổ niệm không ngọng nữa, cổ niệm không ngọng nữa mà cổ niệm vang 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 nhà thương luôn. Bác sĩ chạy đến tưởng bà bị khùng, cái ô bà này chắc bà khùng rồi sao nè. Mà bà nói tôi không ở nhà thương nữa, cho tôi về, cho tôi về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà niệm vang 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 nhà thương, con cái phải cho bà về. Bà niệm từ bệnh viện 1 tiếng đồng hồ và liên tục niệm về tới nhà, và tiếng niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, tắt thở đi luôn. Ôi cha, về tới nhà niệm câu Phật cuối cùng là tắt thở đi luôn. Được rồi, chúng tôi nói hay quá, hay quá. Vậy là bà cụ theo Phật rồi. Cái niệm cuối cùng là niệm Phật, là đi theo Phật. Cái niệm cuối cùng là niệm tham, là đi theo ngạ quỷ. Mà cái niệm cuối cùng là niệm sân, là xuống địa ngục. Vậy là bà, cái niệm cuối cùng của bà cụ này niệm Phật, là bà cụ này theo Phật. Ô cha, cả gia đình hoan hỷ quá. Và chúng tôi kêu là mùng 10 làm lễ an vị Phật xong tịnh thất, 11 chạy xuống liền. Trời, xuống thấy bà cụ bà nằm trong cái quan tài. Mà cái quan tài đó đứa con nó giàu, nó có tiền, nó mua là 7 cây vàng là 35 triệu. Trời, cái quan tài lúc đó cái quan tài như vậy là khoảng 1 chỉ vàng là mua được rồi phải không ạ? Mà cái quan tài đứa con nó mua cho bà là 7 cây vàng là 35 triệu, đẹp kinh hồn luôn. Và nó có cái gương á, tủ lại như vậy nè. Mà khi tủ lại là cái gương như vậy là thấy mặt của bà cụ luôn. Và nhìn bà vô bà nằm như ngủ rất đẹp. Mà kêu thầy ơi, không biết sao má con bà mềm lắm thầy. Bởi vì cái người lâm chung mà người ta còn trong tâm họ còn bức rứt, còn khó chịu, còn dính mắt, còn lo buồn, còn sầu não và giải quyết việc chưa xong, là họ cứng như khúc gỗ. Mà mình khai thì mình niệm Phật mà họ buông ra được là họ mềm mại, hoan hỷ liền. Thì bà cụ này ra đi thì chúng tôi tới đó tụng một cái cuốn kinh A Di Đà và hồi hướng cho cụ, và càng ngày người ta thấy cụ cái mặt càng đẹp lên. Đó là bà cụ Diệu Hòa năm 2000 bản thân chúng tôi gặp. Và bà niệm Phật, bà nói không ở nhà thương nữa, phải về, bác sĩ cho xuất viện về. Cho nên quý vị nghe cái đĩa bà Lưu Tố Vân chưa? Bà nói rằng không nên nằm bệnh viện, vì đó là địa ngục băng hàng, địa ngục băng giá. Và lúc chết nó đưa vào phòng lạnh nữa, chưa đủ 8 tiếng vừa chết nó đẩy vô đó là quý vị chết liền. Cho nên rất cần một cái phòng trợ niệm giúp cho người lúc lâm chung. Đây là cái điều tối ưu cần thiết. Cho nên tại Việt Nam chúng tôi đang đề xướng xây phòng vãng sanh. Và bản thân chúng tôi 5 năm nay lập phòng vãng sanh thành công. Là cái lúc lâm chung mà tiễn đưa một người về với Phật rồi, họ hộ trì cái đạo tràng của quý vị là hộ trì. Đặc biệt họ hộ trì cái đạo tràng của quý vị là bình yên và thăng hoa. Quý vị biết không?
dầu xây chính bậc phù đồ, phù đồ là xây tháp xây chùa, không bằng làm phúc giúp cho một người. Giúp cho một người ở đây là giúp cho họ thoát ly khỏi sanh tử, được về Tây Phương Cực Lạc mới gọi là giúp. Giúp như vậy mới gọi là rốt ráo viên mãn. Một đạo tràng chúng tôi 3.000 người, người ta tới người ta niệm Phật mỗi chủ nhật, xong họ kéo về hết, có ai vãng sanh đâu. Nếu không có phòng vãng sanh thì ai đến đó để vãng sanh? Rồi làm sao mình giúp cho họ để mình thấy được cái cảm giác mà lúc họ ra đi, miệng thì méo hả ra, mắt thì trợn lên, tay chân thì cong vòng như vậy, mà mình niệm Phật họ gì? Khép cái miệng lại, mắt khép lại, miệng tươi ra và tay chân mềm mại. Lúc mà ngồi hộ niệm được như vậy, quý vị có niềm tin với Tam Bảo, niềm tin với Cực Lạc tột đỉnh luôn. Cho nên chúng tôi khuyên ở Tây Úc này làm sao lập được cái phòng trợ niệm. Và thiết kế mà 5 năm nay chúng tôi kinh nghiệm á, thiết kế một cái phòng vãng sanh trong đó đạt được tiêu chuẩn của quốc tế luôn. Hiện tại Hòa Thượng Quảng Hiển đang xây cái phòng vãng sanh tại chùa Đại Tùng Lâm mà chúng tôi về tổ chức dưới đó đó. Là Hòa Thượng thấy chúng tôi hộ niệm cho Thượng Tọa Thích Kiến Thí. Thượng Tọa Thích Kiến Thí là tu thiền tại Thiền Viện Trúc Lâm, bệnh ung thư bao tử một cái, ở thiền viện không nổi, về nhà. Khi về nhà rồi gặp cái đĩa hộ niệm của sư cô Huệ Tịnh đó, xin lên chùa chúng tôi. Và một tuần sau Thượng Tọa đi rất nhẹ nhàng, tay chân mềm mại, quý thầy xuống thấy bất ngờ luôn. Và khi Hòa Thượng Quảng Hiển thấy được cái ca chúng tôi hộ niệm, Hòa Thượng Quảng Hiển mời chúng tôi xuống tổ chức lễ vía. Xong bây giờ đang xây cái phòng vãng sanh 12 tỷ là 600 ngàn, 100 ngàn là 2 tỷ đúng không ạ? Mà xây 12 tỷ. Và vừa khởi xướng xây 12 tỷ, có một cô Phật tử ở Việt Nam cúng 6 tỷ liền. Và đang xây trên đó. Và Hòa Thượng giao cho chúng tôi làm 3 phòng. Một phòng là 4 giường, phòng tăng, phòng ni và phòng Phật tử luôn. Đang xây tại Đại Tùng Lâm. Và đề xướng để xây phòng vãng sanh. Và cái phòng vãng sanh này đang hình thành và xây nên. Vừa rồi có người gửi về như vậy là 500-700 triệu nữa, đang tiến hành để xây cái phòng vãng sanh. Trong năm này hoặc là đầu sang năm là bắt đầu vào sinh hoạt. Và thành tổ chức thành một cái đội ngũ hộ niệm hùng hồn và tiến đưa người về với Phật. Hòa Thượng giao chúng tôi là trưởng ban để trợ niệm và hướng dẫn. Mà khi chúng tôi giao cho cái ban đó xong rồi, chúng tôi cũng đi các nơi chúng tôi mở tiếp những cái phòng vãng sanh. Và cái phòng vãng sanh đó mở chắc chắn là có phần mình vô rồi, chứ không chạy đâu hết. Có thoát khỏi không? Có ai không chết không? Mà khi quý vị cứ nghĩ ngang, một cái hội trường người ta gọi là một cái hội trường người ta tổ chức đám cưới á, chúng tôi vô chúng tôi giảng nó khác với một cái đạo tràng người ta tu. Cái đạo tràng đó là có cái năng lực niệm Phật, còn cái hội trường đó là ta ăn uống rồi người ta đãi mặn đãi bia đồ này nọ, nó không thanh tịnh bằng cái pháp hội một cái đạo tràng niệm Phật. Cũng vậy, quý vị nằm trong nhà thương làm sao thanh tịnh bằng ở nhà đám cúng, mà ở nhà làm sao bằng trong phòng vãng sanh. Và phòng vãng sanh đó là có Phật lực gia trì và năng lượng niệm Phật trong đó, thì chắc chắn lúc lâm chung quý vị đi không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái đó là dám chắc luôn rồi đó. Sao mình không giúp cho họ cái chuyện này? Cho nên ở Việt Nam chúng tôi đề xướng, nhưng mà ai xây phòng vãng sanh là chúng tôi cúng vài trăm triệu liền. Cái quỷ trong nhà chùa cúng cho họ để họ xây phòng vãng sanh, vì cái điều này nó cần yếu. Sao trong nhà mình có phòng khách, phòng ăn, phòng thờ, phòng ngủ mà không có phòng vãng sanh? Về sau chúng tôi nghiên cứu làm sao á ngang, mỗi nhà đều có một cái phòng thiệt là đẹp, chỉ vuông vức cần 5 mét vuông thôi, trong đó thờ phượng đầy đủ, máy lạnh đầy đủ, máy điều hòa đầy đủ, và cả gia đình của mình niệm Phật cho cha cho mẹ mình. Sao mình không làm chuyện này? Chỗ này là chỗ thiếu sót. Bản thân chúng tôi làm 5 năm nay, bố dắt nhàn đưa vô phòng vãng sanh từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, ngay ngày chủ nhật chưa tan cái buổi niệm Phật, cụ ra đi rất nhẹ nhàng. Trong tất cả gần hơn 100 ca đây, chưa có ai mà đi nhẹ nhàng mà nhanh như ông cụ bố thầy. Và dạo gần đại đây, quý vị coi cái đĩa chúng tôi trợ niệm cho chú Nguyễn Văn Công không? Cái chân cũng sưng thiệt là to. Và cha mẹ giết gà, giết dịch, sát sanh. Bây giờ đứa con nó bị ung thư xương, cái chân nó to, 2 năm nằm không chết, nó thúi, không ai dám lại gần. Vậy mà mang vô phòng hộ niệm, các chú lo lắng, rửa chùi, trong vòng hơn 1 tháng nó ra đi. Vì sao nó không ra đi? Bởi vì nó biết rằng chết không biết đi đâu, chết là hết. Và chết mình không biết đi đâu,
và nó không muốn chết, cho nên cái nghiệp nó cứ đeo mang, nó hành hạ đau đớn. Mà khi vô phòng vãng sanh chỉ khai thị cho nó có Phật rước về Cực Lạc, cố gắng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thì khi nó nghe lời khai thị mình rồi ha, nó bám vô câu A Di Đà Phật, nó đi rất nhanh. Vì lúc lâm chung mà niệm câu A Di Đà Phật để nó giải quyết cái nghiệp rất là lẹ, không cần tụng nhiều kinh khác, không cần lạy nhiều Phật khác, chỉ cần niệm một Phật là Phật A Di Đà rước đi, và niệm một Phật nó dễ cảm hơn nhiều Phật. Và Thượng Tịnh Không nói lạy vạn Phật là cuốn kinh vạn Phật dày vậy nè, thì lạy Phật trước nó quên Phật sau. Và lạy vạn Phật bằng công đức lạy một Phật, vì một là tất cả, tất cả là một. Nhưng một Phật dễ cảm hơn nhiều Phật, nhớ mà, lạy một Phật dễ cảm hơn nhiều Phật. Mà cảm một Phật thì cảm tất cả Phật, vì trong ánh quang minh của Phật A Di Đà có vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Có nghe cái đoạn này không? Trong ánh quang minh có vô số Phật. Nghe nãy giờ thấy áp phê không? Áp phê ha. Giảng phải giảng như rứa đó, nó mới vô tình độ nổi. Còn giảng lòng dòng không vô nổi. Mà muốn vô rồi thì mình phải thâm nhập một môn. Mà mình thâm nhập một môn rồi, cái trí mình đã khai ra. Vì sao cái trí nó khai? Vì A-di-đà Phật là vô lượng giác. A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. A-di-đà Phật là vô lượng giác, mà nó sinh hoạt trong đầu, cứ niệm lâu ngày, trí giác của mình nó khai mở. Mà khi trí giác của mình nó khai mở rồi, mình gặp họ, mình khuyến khích họ, họ niệm Phật, họ vãng sanh, họ tin pháp môn niệm Phật, cái công đức này nó thù thắng lắm. Dầu cho họ cúng bao nhiêu trăm ngàn tỷ đô la cũng không bằng mình khuyên họ niệm Phật. Vì bao nhiêu trăm ngàn tỷ đô la đó mình xài nó cũng hết, phước đó là phước hữu lậu. Còn chỉ cho người ta niệm Phật, lập đạo tràng niệm Phật như chú Thiện Chánh này, là để người ta về làm Phật, công đức này lớn lắm. Việc làm này hết sức ý nghĩa. Thưa quý vị, bất cứ đi đâu chúng tôi cũng đề xướng về cái vấn đề lập phòng trợ niệm. Chúng tôi kể quý vị nghe có một cái câu chuyện. Sở dĩ chúng tôi lập phòng vãng sanh là gặp cái ca này, cho nên chúng tôi quay về lập phòng vãng sanh đi. Cô bé này 33 tuổi, tại Đức Trọng, gần tỉnh Thất Quan Âm, bị ung thư phổi và dịch trong phổi nó tràn ra. Cô ta cứ nhổ nước miếng, để thêm cái lon cứ nhổ nước miếng hoài. Thì Phật tử mới mời xuống, nói rằng ung thư là chắc không sống được. Ông chồng thì đi về Đà Lạt, ở lại dắt hai đứa con về Đà Lạt, ngồi buồn bã quá, rất là khổ đau. Chúng tôi xuống, chúng tôi khai thị. Và khai thị một ngày và nói chuyện xong, và chúng tôi đem tượng Phật A Di Đà xuống làm lễ an vị Phật, vì gia đình chưa có tượng Phật. Đem kinh Vô Lượng Thọ xuống cho cô ngồi đó, cô nghe mấy chú, và có một thầy xuống để tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật cho cô. Thì khai thị cho cô nghe rất là rõ. Bây giờ ông chồng mình không giúp được cho mình nữa, mà mình cứ bám theo ông chồng như vậy, chết như vậy không được siêu thoát, rất là khổ đau, thôi niệm Phật, theo Phật, về với Phật. Thì khai thị cô nghe rất là rõ ràng, xong xuôi hết. Hôm sau ông chồng nghe nói rằng có thầy nào đến xúi cho vợ mình mau chết. Nghe chịu nổi không? Thì cuối cùng là ông chồng xuống nói: em thôi đừng có niệm gì hết, theo anh về trên Đà Lạt đi, có chết anh lo trên đó cho rồi, gặp mấy anh thầy chùa này nó xúi em chết sớm. Nếu em ở, em còn sống một ngày, anh còn nhìn em một ngày, ngoài đời nó không hiểu đạo mà. Còn nếu em chết đi sao anh còn gặp em nữa. Bệnh này ai không chết, mà chết từ từ chứ làm gì nôn dữ vậy. Cuối cùng dắt vợ về Đà Lạt. Trời ơi, mình khai thị một ngày khô nước miếng mà le lưỡi hụt hơi mệt muốn chết. Mà vợ nó, ông chồng ông chỉ hú một tiếng theo chồng nó liền. Công nhận chồng nó mạnh hơn mình đó nghe. Ghê thiệt đó nghe, tình cảm khiếp khủng thiệt đó nghe. Ồ cha, mình nói giáo lý nhà Phật, đồ Phật rước đồ này nọ, anh nghe có lý. Bây giờ mình nói là nó có lý liền, bây giờ mình chuyên gia khai thị mà. Khai thị xong anh nghe có lý, nhưng mà ông chồng xuống hú cái theo ông chồng, coi như lực bất tòng tâm. Thầy trò mang cơm mang nước, chứ đâu có nấu cơm nấu nước cho ngày người ta đâu, đâu có kêu họ nấu cơm cho mình ăn được. Bởi vì cái cách mà họ niệm coi ngày Lý Bỉnh Nam là không đến làm phiền gia đình, và không nhận tiền, và không bày ăn uống đám tiệc tại nhà người ta. Thì cuối cùng mang cơm mang đồ xuống, xong rồi thầy trò thua cuộc, xách giỏ về. Trời ơi, cái keo này thua rồi nha. Bây giờ ai muốn hộ niệm là phải vô chùa, chứ mình làm cái kiểu không công này, trời ơi, 2-3 ngày trời mang Phật xuống hộ niệm, dĩ nhiên có cái phước,
Nhưng mà cái phước đó nó chưa đạt đến mục tiêu là người ta ra đi làm mềm mại thổi tướng tốt, nó cũng an ủi mình chút chứ, nấu cơm nấu đồ mang xuống cho mấy chú mấy đồ người niệm Phật, tốn thời gian mà cuối cùng ông chồng hú một tiếng đi mất tiêu. Cuối cùng thầy kêu thôi bây giờ lập phòng vãng sanh, ai muốn vào thì gia đình phải đồng ý và ký giấy rằng gửi gia cho chùa để chùa niệm Phật, trong lúc lâm chung bác sĩ chê thì mình làm cái chuyện này thì nó sẽ đạt được mục tiêu, và ca nào là dính ca đó, phải không ạ? Thì cuối cùng cả là về bắt đầu xây phòng vãng sanh lên. Thì xây cái phòng vãng sanh lên đó, nói vậy chứ cũng lo không biết ai mở hàng đây. Xây xong lên cái cô Phật tử của mà đặc biệt vừa phát tâm bắt đầu xây, cô đó có cúng 500 triệu liền. Xây cái phòng cũng đẹp lắm, chúng tôi thiết kế nó có một cái ngăn, mà cái ngăn đó đó là để cho những người mà bị thôi thúi quá đó, là mình đưa vô cái ngăn đó. Và cái ngăn đó là có nhà vệ sinh sạch sẽ, và mình ngồi bên đây mình nhìn vô xuyên qua tấm kính, mà tấm kính trong suốt luôn, mùi không bốc ra, và có âm thanh ở trong đó, cho ở trong đó, và mình niệm Phật cho nó thúi chịu không nổi. Tức là lập cái phòng vãng sanh phải có một cái ngăn gọi là cách ly mùi đó, và bên ngoài này là có một cái ngăn để mà những người không bị hôi thối á, gọi là ung thư gan, ung thư đại tràng rồi là không hôi thối á, thì ngồi bên cạnh họ. Còn nếu mà nó thúi quá chịu không nổi là phải đẩy vô cái ngăn đó. Tức là mình thiết kế hai ngăn, xây rồi lên xong hết để chờ người mở hàng. Thì cuối cùng công nhận linh thiệt đó nha, mình muốn mở hàng là có người mở hàng liền. Là gì? Gặp sư cô Thông Hoàng nói thầy Nhàn ơi, sư cô Quảng Phước bây giờ đây bị ung thư đường ruột, đi tiểu ra máu, đi cầu ra máu, mà ở tại cốc đó niệm Phật, sư bà Hải Triệu Âm cho người qua niệm Phật mà niệm cũng không nổi, vì trong cái căn phòng đó nó nhỏ quá. Thường quý vị mà không chuẩn bị, trong nhà quý vị có cái phòng chỉ có 5-7 mét vuông á, nhỏ quá đó mà, chiều ngang 4 mét, chiều dài 6 mét, nhỏ quá không niệm Phật nổi. Thì cuối cùng chúng tôi xuống niệm xong, chúng tôi nói cái kiểu này là niệm không nổi, bởi vì nó không đủ điều kiện để niệm, tối ngủ lại cũng không được. Mà niệm họ lúc họ hấp hối, mà lúc mà họ đến giai đoạn cuối á, mà niệm ban đêm mà mình thả ra không niệm nữa là coi như công giả tràng, nó không được liên tục, nó bị gián đoạn là thua. Rồi chúng tôi mới nói thôi bây giờ sư cô chịu lên phòng giảng sanh giác nhàn không, mở hàng đi. Nói vui vui vậy có kêu được thôi lên. Trời ơi, ba giò bốn cẳng chạy về sắp xếp làm, bởi vì chưa xong làm suốt đêm luôn, làm suốt đêm bắt đầu là xong. Thì suốt đêm đến 4 giờ sáng xong là sư cô nói thầy Nhàn ơi, sư cô Thông Hoàng là thầy của sư cô Quảng Phước, nói thầy Nhàn ơi, sư cô Quảng Phước coi như là lúc yếu lắm chuẩn bị ra đi, thôi thầy rước lên phòng vãng sanh đi. Thì mình cũng lo nếu mà yếu quá mà rước lên mà bà chết luôn trên đó là bà mở hàng kiểu này là nguy hiểm. Bởi vì rước người chết về thì nó có cái huông, nó cứ vô là chết chứ đâu có vãng sanh. Thôi mình cũng lo. Là cuối cùng sao quý vị biết không? Chạy xuống rước. Mà cô này cũng hên, tự nhiên có cái anh Sơn đó, ảnh từ Sài Gòn ảnh lên, vừa đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt đại chùa luôn. Thầy kêu anh Sơn, theo thầy xuống rước cô Quảng Phước lên để vô mở hàng cái phòng vãng sanh. Ông cười, ông kêu trời, vãng sanh mà cũng mở hàng nữa. Hai thầy trò chạy xuống, thêm hai sư cô, cổ ngồi sau, thầy ngồi trước, với lại thêm mấy sư cô nữa, anh Sơn chở lên, mà bà cứ ngáp, ngáp thở lên, trời thầy lo quá. Lỡ mà nó chết dọc đường cái là cũng kẹt. Thầy nói cô Lộc ơi, cô pha sữa này ngang, cô pha sâm cho thầy, để về thầy rót cô vô cho cổ khỏe, cổ khỏe lại để cổ niệm Phật, chứ thấy cổ yếu quá. Mà cổ lên trên phòng vãng sanh, cổ chưa niệm Phật được, cổ ra đi là cổ chừng đọa cảnh ác. Bây giờ mình cho cổ khỏe khỏe, cổ niệm vài ngày đi cho nó thơm tho cái phòng vãng sanh chút. Cuối cùng cái là cô Lộc cổ pha sâm và đồ về, cái bắt đầu thầy chế vô, cái cổ tỉnh cổ khỏe lại. Cô khỏe lại quý vị biết không? Cô này của niệm Phật độc đáo. Khi ở tại tỉnh thất, cô cứ nằm mê mệt của niệm không nổi, không biết ai cản cô. Mà khi lên phòng vãng sanh, mà cái phòng vãng sanh chúng tôi là cắt là kế bên cái chánh điện, cho nên hàng ngày người ta niệm Phật là cái lực gia trì qua bên phòng vãng sanh. Cô ngồi lại được, cô nhìn tượng Phật, cô niệm không biết ai bên cạnh luôn. Cô nhiếp tâm, cô niệm một tuần không đi tiểu ra máu, không đi cầu ra máu. Cô lạ, cô nói thầy ơi, hôm nay đi tiểu cũng không ra máu mà đi cầu cũng không ra máu, chắc trong người con hết máu rồi hả thầy? Bởi vì bà không ngờ nó hết. Thầy kêu hết máu chết rồi làm sao? Hết máu thì chết chứ làm sao mà hết máu mà sống được. Kêu ồ vậy hết bệnh thiệt hả thầy? Kêu hết bệnh thiệt chứ sao? Cái bà nghe bà mừng quá. Tiếp tục cổ niệm thêm một tuần nữa, mặt của cổ nó hồng hào ra nghe. Không ăn hai tuần mà không ốm.
lạ, mặt mày hồng hào, hình như nhờ cái công đức niệm Phật cho nên thành ra nó bồi bổ cơ thể hay sao mà mặt hồng lên đẹp ra. Và một tuần sau có một vấn đề xuất hiện, không chịu niệm nữa, đòi đi về. Thầy kêu ồ sao kỳ vậy ta. Cuối cùng sư cô Hương đã chạy lên trên cốc nói thầy Nhàn ơi, bây giờ cô Quảng Phước không chịu niệm nữa, bây giờ tính sao? Thầy kêu để Giác Nhàn xuống xem sao. Thì khi vừa xuống là đang thấy pha sữa, thì Giác Nhàn hỏi sao không niệm Phật nữa mà pha sữa, sao mà đòi về. Cái đứa đó cái cổ nhìn lên, cái gục mặt xuống, còn không dám nhìn nữa. Cái là Giác Nhàn mới hỏi ai đó. Thì ngồi gục mặt không nói, hỏi một chập, kêu thưa thầy, con là đứa bé 16 tuổi, con chết lâu rồi mà con lên ở trên núi sau lưng chùa thầy đó. Hôm nay con xuống đây con mượn xác của Quảng Phước, con đói quá, con thấy hai lon sữa, con pha sữa con uống, mà thấy hai lon, một lon sữa bò, lon sữa Ensu, mà không pha sữa bò, bây giờ sữa bò không ngon bằng sữa Ensu, anh pha sữa Ensu anh uống. Mình nói trong bụng mình kêu ma mà cũng biết sữa ngon sữa dở nữa. Mà ca đó là ca đầu tiên gặp hương linh nhập, tròn trong người mình cũng ớn nha. Cái hỏi giờ muốn gì đây, kêu con đói quá rồi, chưa kịp uống sữa nữa, thầy cho con ăn cái gì đi. Hỏi con đi một mình hả, có ai? 15 đứa nữa đang ở bên cạnh nè. Trời ơi nghe ớn rồi mình cũng lạnh lạnh xương sống nha. Bởi vì lúc đó là ca đầu tiên á. Cái kêu hỏi ăn cái gì, kêu chỉ có mì gói là nhanh nhất, chế nước rồi là ăn liền. Cái kêu bây giờ 15 người nói tên thầy nghe. Thì kêu lấy cuốn sổ viết tên tuổi đầy đủ luôn. Và đang hỏi mày tên gì mày nói đi, mày cứ giỡn hoài, đang đói đây nè. Thôi mình nghe mình ớn mà. Nói với người khác á, nói người khác mà mình không thấy mặt mà nó nói mình nghe mình ớn. Nhưng mà phải tin, bởi vì nó nói rõ quá, nó nói chuyện với cái người đó là mình phải tin. Cái cuối cùng cái Giác Nhàn thấy nói chuyện 15 người xong, con nữa là 16, nhớ tên luôn là Tinh Thủy nữa. Trời ơi mấy năm mà còn nhớ đó nha. Tinh Thủy năm đó là năm 2009 đó. Thì thưa thầy, con ở trên đó có một ông tên ông Tám Cọp. Ông Tám Cọp này ông quản lý 2.500 người trên đó, những người chết đường chết xá rồi mà không siêu thoát, mang hết lên trên đó. Bây giờ con xuống đây được là do ông cậu của cái cô này, ông cậu cô này dắt con đi xuống. Thì hỏi lại thì ông cậu này là bị mất mà hay theo cô Quảng Phước. Rồi bây giờ con xin thầy cho con ăn rồi con quy y con ở đây. Chứ nếu con về trên đó là ông quýnh con chết, ông treo cổ, con không dám về. Kiểu được thầy cho ở đây. Thì cuối cùng lấy gói mì, thì thầy nói đó mì gói của cô Quảng Phước, cô để dành để cho Phật tử hộ niệm ban đêm đói ăn đó. Kêu không, mì gói của thầy dưới kho nhiều hơn. Hỏi làm sao biết, kêu mới vô con đi vòng con coi kho thầy rồi. Bây giờ nghe ớn không? Thì cuối cùng thầy kêu trời ơi kho của thầy mà dám vô nghiên cứu nha. Thôi vậy lấy mì mang lên. Riêng cái hưng linh là mình nói làm sao mình phải làm vậy, chứ làm chặt là họ không chịu. Họ nghiêm túc lắm, lấy mì gói lên chế. Chế vô một cái thầy kêu ơi không ăn được. Cô Quảng Phước cả nửa tháng nay cô không ăn, mà cái ruột cô không ăn, cái bao tử cô trống mà giờ cô ăn vô là nó rủng ruột tiêu không được. Kêu thưa thầy, con mượn cái miệng cổ con ăn thôi, chứ thực ra chút nữa cô không thấy gì trong đó hết. Cái ổ mì nó chạy vô đó mà không có. Cái ừ vậy mà chút nữa con ra rồi á, thầy hỏi cô Quảng Phước có gì trong bụng không, cô nó không có cho coi. Cái con nhận ma hay thiệt đó nha. Cô ăn mà quý vị biết không, cô liếm 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 là cô Thủy ăn chứ không phải cô Quảng Phước. Cô liếm 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 cái tô vậy đó nha. Trời ơi ngon quá, thôi tụi bay ra kia đi, thầy chế cho tụi bay ăn cho tụi bay dành cái gì. Nói mấy cái người 15 người đó, thì thầy xách cái bình thủy ra ngay cái góc thông, thầy chế đọc tên từng người chế đúng 15 gói. Trời nói con nghe giờ nổi da gà nha. Chế 15 gói xong rồi ăn xong thầy mời vô chánh điện. Thầy ăn xong xuôi hết rồi thầy mời vô chánh điện rồi thầy vô thầy gặp cô Thủy đó. Kêu thưa thầy, ông cậu của cô Quảng Phước muốn gặp thầy. Thầy kêu vậy hả, thầy vô đi. Vừa dậy xong ông cậu nhập vô là hai cô đó biết liền. Hai cô nói trời ơi ông Nghiêm Giác này là ông cậu ruột của cô Quảng Phước. Khi ba má của Quảng Phước mất là có theo cô Quảng Phước. Và ông cậu đây là đúng rồi nè thầy, là hay theo. Hôm trước dắt cô Quảng Phước đi thi xe Honda nữa thầy, đi thi bằng lái Honda. Rồi bữa nay gặp hỏi, kêu thầy con là Nghiêm Giác cậu của cô này. Mà cổ là đi khám hết tất cả các nhà thương mà không hết bệnh. Nay hôm nay nhờ thầy
niệm Phật cho cổ, mà con nói con thấy rằng nếu cổ nhiếp tâm niệm Phật này là cổ chuyển được cái nghiệp ung thư của cổ nhờ đạo tràng thầy. Thầy cũng ngồi nói chuyện xong hết rồi, ông kêu bây giờ thầy muốn gặp ông tắm cọp cho nó không, chiều hôm nay con mời ông xuống đây. Thôi nghe mà ớn nữa chứ. Rồi cuối cùng thầy kêu được, nếu vậy thì chiều mời xuống. Mời xuống thì thầy phải mời sư cô Thông Hoàng với một số thư cô Quảng Phước đang nằm niệm Phật, chiều hạn 2 giờ chiều gặp nhau. Ông lên ông nói sao trên đó không biết, ông mời xuống. Và ông kêu thầy đang ngồi nói chuyện, thầy kêu đâu Nghiêm Giác đâu, nhập vô đi. Cô Quảng Phước đang nằm vậy, ông nhập vô, ông đứng dậy liền. Nhưng như con là Nghiêm Giác, gặp mấy sư cô ngồi nói chuyện là bây giờ là con dắt 16 người xuống rồi, mà bây giờ con nói với ông tắm cọp ông đang xuống đó đó. Thầy hỏi diễn tả ông tắm cọp thầy coi. Ông râu dài, tóc bạc, ông lớn tuổi rồi, ông đang đứng ngoài ông đợi đó. Thầy kêu vậy mời vô, mời vô cái làm lễ quy y đồ này nọ xong cúng cho họ ăn. Mà có bữa đó thầy quy y thầy đứng thì muốn sụng luôn á. Phật tử buổi chiều nó tụng kinh ai cũng buồn ngủ luôn. Đây là câu chuyện đầu tiên cô Quảng Phước và hộ niệm cho các vị hương linh luôn. Và như vậy cậu của cô Quảng Phước là Nghiêm Giác nói rằng con sẽ về với Phật, con không nhập vô cô Quảng Phước nữa, và cô Quảng Phước này khỏe lại. Ông nói vậy đó. Thì ông tối hôm đó ông kêu là bên cái cốc bên đó thầy sẽ thấy ánh sáng con đi luôn. Mà đúng từ lúc đó đến bữa nay cô Quảng Phước không gặp ông cậu nữa. Và 21 ngày sau xuất viện hết bệnh luôn. Trời, mở hàng hết bệnh vô cái giảng sanh. Thầy kêu trời ơi kẹt quá, cái phòng vãng sanh mình bây giờ đây á, hộ niệm cho người hết bệnh là nó thành bệnh viện chứ đâu thành phòng vãng sanh. Con nói thưa thầy, con hết bệnh rồi con cố gắng con niệm Phật thời gian nữa, con biết ngày giờ con lên chùa thầy, nếu hết bệnh thầy cũng mừng chứ. Thầy kêu thầy buồn lắm. Hỏi sao vậy? Kêu thành bệnh viện rồi chứ không phải phòng vãng sanh nữa. Là cô Quảng Phước là người đầu tiên vô phòng trợ niệm hết bệnh ung thư, kê chưa? Cho nên ngài Ấn Quang có nói nếu người niệm Phật thọ mạng còn thì người này sẽ hết bệnh, và nếu thọ mạng hết thì người này được vãng sanh, vì lúc bệnh lâm chung họ nguyện vãng sanh chứ không nguyện hết bệnh. Nhớ nghe, chút nữa về mà đi khám bác sĩ nói ung thư là nguyện vãng sanh chứ không nguyện hết bệnh nghe. Và nếu người đó không nguyện vãng sanh thì nếu họ thọ mạng hết thì họ chết và không được vãng sanh luôn. Cho nên cái đầu tiên vô khai thị là nói họ là bà hoặc cô hoặc anh hoặc chị muốn vãng sanh hay muốn hết bệnh. Nếu họ muốn hết bệnh thì mình phải khai thị làm sao cho họ muốn vãng sanh. Còn nếu mà họ muốn hết bệnh thì mình niệm Phật, như vậy không đúng tâm chỉ của niệm Phật. Cô Quảng Phúc muốn vãng sanh thọ mạng còn hết bệnh. Bữa nay cũng mập mạp, có hồng hào, có đẹp. Còn ở cách tỉnh thất Quan Âm của mình khoảng 30 cây số, ở dưới cái khu tỉnh thất riêng. Đó là ca đầu tiên hộ niệm tại tỉnh thất Quan Âm hết bệnh. Và trong thời gian hộ niệm đó cũng có một vài ca họ được khỏe lại, hầu như là ra đi, hầu như là ra đi. Cho nên hôm nay chúng tôi đến cái đạo tràng này, thấy được cái pháp duyên mà quý vị tổ chức một cái phòng như vậy, chúng tôi thấy hết sức hoan hỷ. Hoan hỷ dữ lắm. Vì sao trong thời mạt pháp này mà có những người này tin pháp môn tịnh độ? Pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin. Phật nói gọi là nan tính chi pháp, khó tin và rất khó tin. Mà vì sao lại có những người tin tịnh độ, tin Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà? Cái tin này không phải là tin mù quáng, và cái tin này không phải là chán đời, không phải vậy. Mà cái tin này là cái tin tích cực để sống. Cái tin này là cái tin để làm gì? Để người này có nhìn xa, sau khi bỏ báo thân này người ta được về Tây Phương Cực Lạc. Vì lúc chết không phải là mất, chỉ có thân thể này nó trả về cho cát bụi thôi, còn tâm thức mình vẫn còn. Cho nên với pháp môn niệm Phật này, những người đã tin pháp môn niệm Phật là nhiều đời nhiều kiếp người ta đã có duyên với Phật rồi. Còn nếu họ không có tin pháp môn niệm Phật, không tin cách đây 10 muôn cõi có Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì người này đã không có thiện căn phước đức nhân duyên với pháp môn niệm Phật. Với pháp môn niệm Phật này, chư Phật phải tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thần ngôn. Cho nên hôm nay cuộc đời còn lại của Giác Nhàn, đi đâu cũng khuyên người niệm Phật, đi đâu cũng khuyên lập phòng vãng sanh, và đi đâu cũng hướng cái tâm họ để họ nghĩ đến cảnh giới cực lạc. Có nhiều người chưa hiểu về tịnh độ, nói ông thầy Giác Nhàn, ông nói cái gì cũng vãng sanh, cái gì cũng chết. Mà vãng sanh không phải chết,
sống về với Phật, mở mắt sống thấy Phật, về với Phật chứ không phải là chết. Vãng là qua, qua Tây Phương Cực Lạc, quá sanh trong hoa sen, không phải là chết. Cho nên hôm nay chúng tôi vô trong này, tuy rằng ít người nhưng mà trong lòng là cảm xúc lắm. Chúng ta quay một cái cảnh này để lấy cái mô hình này kết hợp khi ở Melbourne hoặc Sydney, ở nơi nào họ muốn thành lập thêm một cái hô hoặc thêm một cái hội trường dài hạn. Chúng tôi khuyên 5 người, 10 người, 40 người và Thượng Tịnh Không nói 48 người trở lại. Tại chùa chúng tôi có một cái khu chuyên tu Giác Nhàn và 30 chú với mẹ ruột Giác Nhàn, không ai bước vô trong đó được hết. Chỉ có chủ nhật Giác Nhàn lên giảng xong, Giác Nhàn xuống đó vào khu chuyên tu đó liền. Và cái khu này không quá 48 người, càng ít càng tốt. 20 người vậy mà vãng sanh 20 người, còn 2000 người họ ở trong đó, họ ganh tị, họ danh lợi, họ hơn thua, không vãng sanh được người nào luôn. Bên này còn chất lượng nha, không còn số lượng nữa nha. Cho nên chúng tôi gặp những đạo tràng ít này, chúng tôi giảng vẫn có hồn, đúng không ạ? Hồi nãy giờ nghe vẫn áp phê, đúng không ạ? Thưa quý vị, còn 5 phút nữa là hết giờ. Thường chúng tôi giảng là chúng tôi rất tôn trọng về thời gian, canh từng giờ từng phút. Hôm bữa qua bên Melbourne, sáng 10 giờ rưỡi giảng đến 1 giờ chiều, Phật tử nói thầy tiếp tục giảng nữa, thầy không có đói. Thầy kêu thôi ăn đi rồi giảng tiếp. Mà thầy đâu dám ăn đâu, ăn chút xíu chứ mà ăn nữa là chiều sao giảng nổi. Ăn từ 1 giờ đến khoảng 2 giờ xong, 2 giờ giảng đến 4 rưỡi nữa. Bữa đó không biết sao Phật gia hộ nhập tâm giảng một lần 2 tiếng mà giảng hai thời sáng và chiều luôn, 2 tiếng rưỡi là 5 tiếng đồng hồ. Phật tử hoan hỷ. Và có một cái ông đó, phải nói là lúc trước là sát sanh đi câu cá và gia đình rất giàu, mà bệnh hoạn xảy ra, cuối cùng ông nghe đĩa xong ông nhập tâm bỏ câu cá luôn, phát tâm ăn chay luôn. Cho nên thành ra một đạo tràng cần có người đến mà giảng khích lệ cho họ. Sở dĩ đạo tràng của thầy thành tựu được là do thầy chủ nhật nào thầy cũng giảng, cho nên họ hiểu được cái lý để họ tu tập. Cho nên trong này còn thêm một cái màn hình để mở đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, có một cái phòng nghe pháp. Chúng tôi thiết kế là cái phòng tu này là cái phòng nghe pháp luôn. Và có cái phòng đó mình có một cái máy chiếu đặt ở trên đó. Khi bấm nút nó rải cái màn máy chiếu xuống, và bấm nút một cái là nó chiếu cái hình của Hòa Thượng lớn ngồi đó nghe pháp, mặc áo tràng trang nghiêm đàng hoàng. Đó, còn có thêm cái đó nữa. Để nghe pháp thì tính tâm không bị dao động, mà tính tâm không dao động thì người này chắc chắn vãng sanh. Còn không quý vị lơ tơ mơ ha, họ đánh một cái là rớt liền. Mấy cái người tu thiền người ta có cái lý của họ, người nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, còn gì niệm Phật, tâm mình là Phật rồi còn gì niệm Phật. Ghê lắm, dùng cái lý nó nói phá cái sự đi. Tâm mình lý là Phật, nhưng Phật chưa đạt được sự lý viên dung. Nếu đạt được Phật là phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông chứ. Đó là lý tức Phật thôi, chưa đạt đến sự đâu. Mà đã thành Phật phải sự lý viên dung. Cho nên thành ra mấy anh đó gặp Giác Nhàn là anh chịu không nổi. Còn đôi khi gặp quý vị đánh cái rớt liền, niềm tin mình lay chuyển liền ha. Cho nên thành ra phải nghe pháp cho nhiều, để cho mình hiểu được cái lý, nắm được con đường đi cho vững, chứ không nó đánh cái là rớt lật gọng liền. Cho nên chúng tôi qua bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp giảng, có nhiều người người ta hỏi những câu hỏi cắt cớ, mà nhờ Phật gia trì, đúng mình niệm A Di Đà Phật là vô lượng giác hay sao, cái trí giác của mình nói họ hoan hỷ liền ha. À, thì giờ đây là 12 giờ kém 3 phút cũng là đã hết giờ. Giác Nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho vợ chồng Phật tử Thiện Chánh và Như Minh phát Bồ Đề Tâm dũng mạnh để mà giữ lại cái hội trường này. Và cái điều mà Giác Nhàn rất thích đó là mình thuê họ để họ giữ giùm mình, họ đứng tên giùm mình, rồi mình tu một thời gian rồi mình đi về với Phật trả lại cho họ chả phải là của mình. Và Thượng Tịnh Không đó là gì? Có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, cho nó khỏe hảo à. Coi chừng cái này là cổ mình lúc đó đi không nổi, ù tiếc quá, đầu tư nhiều quá, uổng quá. Đó là chấp pháp rớt ở lại lớp, hết giảng sanh ha. Cho nên chúng tôi thấy cái kiểu mà đi thuê đồ như này, tạm đi, lỡ mình giảng sanh cũng có họ chứ không phải của mình đâu.
đúng không ạ? Nếu mà xây cái này lên là vài trăm ngàn, còn thuê bao nhiêu? Vài chục ngàn, ngon quá, đúng không ạ? Còn để dành tiền ấn tống băng đĩa kinh sách phóng sanh, phải không ạ? Rồi tự nhiên cái gì? Tự nhiên hết nhiệm kỳ, hết thời hạn thuê, rồi có người sẽ bỏ tiền ra thuê tiếp, yên tâm, phải không ạ? Cho nên làm cái kiểu này là hay lắm. Rồi, cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho hai vợ chồng phát bồ đề tâm tinh tấn dũng mãnh, và quý Phật tử phát bồ đề tâm về đây hàng ngày niệm Phật, để mà mình về với Phật. Nhớ là niệm Phật thì mới về với Phật, niệm ma thì về với ma, niệm tham thì về với quỷ, mà niệm sân thì về cảnh giới địa ngục. Niệm gì đi ra đó. Hả? Dạ, A Di Đà Phật. Thôi giờ đây cũng đã hết giờ. Ngưỡng bái bạch Đại Đức cùng đại chúng tại niệm Phật đường. Bài khai thị của Đại Đức đã đem lại nỗi hân hoan tràn đầy niềm hỷ lạc. Đó là những lời chắc chắn vàng ngọc cho nhóm chúng con, cũng như là những hồi chuông tân vang để cảnh tỉnh chúng con trong thời mạt pháp này. Con xin thay mặt cho đại chúng liên trì hải hội niệm Phật đường xin chân thành cảm niệm và tri ân sâu sắc công đức này, nguyện cầu mười phương chư Phật hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho đại đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cho chúng con đảnh lễ ba lại. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có nói với chú Thiện Chánh, đạo tràng mới lập nên, chắc là cũng có nghiên cứu theo cái tông chỉ của Hòa Thượng, nhưng mà tông chỉ của Hòa Thượng Tịnh Không là quy y với Đức Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm. Nếu mình đã có pháp danh rồi, giống như là Thiện Chánh là Diệu Âm Thiện Chánh, Giác Nhàn là Diệu Âm Giác Nhàn, thì Giác Nhàn có làm cái lễ quy y cho Phật tử ở Việt Nam, và mỗi chủ nhật họ đều về quy y hết. Mà đây là cái khó khăn của Giác Nhàn, vì tất cả các Phật tử đã quy y rồi, hôm nay quy y thêm với Đức Phật A Di Đà với pháp danh là Diệu Âm, có một số các thầy không bằng lòng vì các thầy không có tu theo Tịnh Tông, nói đã quy y rồi còn quy y gì nữa. Cho nên thành ra theo như Hòa Thượng Tịnh Không đã quy y rồi, quy y thêm Đức Phật A Di Đà để hai chữ Diệu Âm trước pháp danh kết duyên với liên thai thì càng tốt. Và nếu chưa quy y lần nào, mình quy y với hai danh từ Diệu Âm, đó là cái danh từ mà khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đồng một danh hiệu gọi là Diệu Âm Như Lai. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì lấy hai chữ Diệu Âm để trước pháp danh, hoặc giả là lấy hai chữ Diệu Âm đặt pháp danh tên cho mình. Như chú Diệu Âm đó, lấy hai chữ Diệu Âm đó. Hôm nay thầy là một vị tăng tác Như Lai Sứ, hành Như Lai Sự, kết duyên với quý vị. Nếu ai trong này tùy hỷ đọc theo Giác Nhàn để mà quy y với Đức Phật A Di Đà, trong đó chúng tôi ghi lại cái cách mà Hòa Thượng quy y cho mấy chục ngàn người là con đệ tử Diệu Âm, tức là mình nói mình nhận mình là con của Đức Phật A Di Đà, kết duyên với liên thai. Cái điều này rất là tốt. Thì thầy hôm nay có cái tâm nguyện mỗi lần đến đạo tràng nào đều kết duyên cho những người Phật tử quy y theo Đức Phật A Di Đà với pháp danh là Diệu Âm. Cho nên hôm nay đến cái đạo tràng này theo thông lệ đó, toàn thể quý Phật tử theo cái hướng của Hòa Thượng Tịnh Không, đó là quy y Diệu Âm. Và thầy đọc trước, quý vị đọc theo sau. Đây là cái nghi thức của Hòa Thượng Tịnh Không mà thầy chép ra. Ha. A Xà Lê Tù Niệm. A Xà Lê Tù Niệm. Con đệ tử Diệu Âm. Con đệ tử Diệu Âm. Kể từ hôm nay. Kể từ hôm nay. Thân mạng còn sống. Thân mạng còn sống. Cũng như các hương linh. Cũng như các hương linh. Hương linh thai nhi đã qua đời. Hương linh thai nhi đã qua đời. Xin quy y Đức Phật A Di Đà. Xin quy y Đức Phật A Di Đà. Lượng túc trung tôn. Lượng túc trung tôn. Xin quy y pháp. Ly dục trung tôn. Xin quy tăng. Xin quy y tăng. Chung chúng trung tôn. Chung chúng trung tôn. Từ đầu xa xuống xa. A Xà Lê Tù Niệm. A Xà Lê Tù. Con đệ tử Diệu Âm. Con đệ tử Diệu Âm. Kể từ hôm nay.
thân bạn còn sống, cũng như các hương linh, hương linh thai nhi đã qua đời, xin quy Đức Phật A Di Đà, lượng túc trung tôn, xin quy pháp, ly dục trung tôn, xin quy tăng, chung chúng trung tôn, cúi đầu xa xuống xa. A Xà Lê Tổ Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân bạn còn sống, cũng như các hương linh, hương linh thai nhi đã qua đời, xin quy Đức Phật A Di Đà, lượng túc trung tôn, xin quy pháp, ly dục trung tôn, xin quy tăng, chung chúng trung tôn, chung chúng trung tôn. Thưa quý vị, đây là cái nghi thức quy y mà thầy chép từ trong cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không quy y cho mấy chục ngàn người đó. Thì hôm nay chúng ta là kêu con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay xin quy Đức Phật A Di Đà. Đó là chúng ta kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Đây là cái hướng của Hòa Thượng Tịnh Không, không có sai đi đâu cả ha. Thì hôm nay chúng ta đã quy y với Đức Phật A Di Đà xong, đó là cái nghi thức đơn giản như vậy thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tình